Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi mời em gái ngồi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh bạn kế bên cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Linh, năm nay em 28 tuổi, quê em ở Thái Bình. Hiện tại thì em đang là nhân viên kế toán tại quận Bình Thạnh ạ. Chào em trai. Dạ vâng, trước hết cho em gửi lời tới chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn nữ xinh đẹp ở phía bên rèm. Và chào toàn thể các quý vị khán giả và các đồng chí đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Bùi Đình Minh. Năm nay thì em 29 tuổi. Sinh ra và lớn lên tại Chương Mỹ, Hà Nội. Hiện giờ thì em đang học tập và công tác tại Lữ đoàn Đặc công 429 thuộc binh chủng Đặc công. Lữ đoàn nó nằm ở đâu em? Dạ, lữ đoàn hiện giờ đang đóng quân ở Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương anh ạ. À, quê dạ, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội ha. Dạ vâng ạ. Vậy thì đi về Thái Bình cũng đâu có xa đúng không? Dạ đúng rồi anh ạ. À, thế cũng hợp lý rồi. Dạ. À, bạn gái nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em là một người thân thiện, vui vẻ ạ. Em thích sự gọn gàng, sạch sẽ, là một người có suy nghĩ tích cực và lạc quan về cuộc sống. Có điểm yếu gì không em? Có nhiều ạ. Em cũng hơi kỹ tính một tí. Em hay ăn hiếp. Ăn hiếp ai? Ăn hiếp ví dụ như là em gái hay bạn thân. Vậy là mày muốn ăn hiếp bạn trai dữ lắm phải không? Dạ, cái đấy thì tùy bạn trai ạ. Còn cái điểm yếu nào nữa không? Là em cũng hơi mất bình tĩnh một chút khi nói chuyện với mẹ, nếu như mà mẹ nhắc nhở em về cái chuyện lập gia đình ạ. Là ở nhà hối hay sao? Dạ, mẹ em đem số điện thoại của em đi bỏ xỉ. Trời đất ơi. Dạ, ở ngoài một số vùng quê ở ngoài miền Bắc ấy ạ, mà con gái ngoài 25 tuổi mà chưa lấy chồng ấy ạ, thì ế nó rồi, nó nặng lề lắm ạ. Thế nên là mẹ em đem số điện thoại của em đi bỏ xỉ tùm lum ấy. Tùm lum mà chưa dính được mối nào hết hả? Dạ, ngày nào cũng bảo con ơi tối nay nghe điện thoại nhé. Thế nhưng mà điện thoại thì cũng có cuộc nghe, có cuộc không nghe, nhưng mà không đi đến đâu ạ. Trời ơi, thôi hy vọng hôm nay chị Văn Linh mát tay nha. Dạ ha. Rồi bạn trai, nãy em nói em làm đặc công, là cái cụ thể cái việc em đang công tác là cụ thể là việc gì vậy em? Em hiện giờ đang làm là chính trị viên đại đội ạ. Chính thì em trị viên. Làm về công tác đảng và công tác chính trị cho cán bộ chiến sĩ thuộc quyền cấp dưới ạ. À, ba sao này là chức vụ gì em? Dạ, giờ ba sao là thượng úy anh ạ. Điểm mạnh điểm yếu của thượng úy là gì? Dạ thì em cũng cảm thấy mình là một người hiền lành ạ, thân thiện, chịu khó, hay cười ạ. Rồi điểm yếu là gì? Em có điểm yếu mà mới gần đây mới phát hiện ra là em ngủ ngáy. Ngủ ngáy? Ai phát hiện ra cho em? Dạ hồi hôm về Tết thì là em về với ông ngoại em, thì em ngủ với cả ông ngoại em. Thì sáng ngày sau ông có hỏi là hôm qua Minh đi lên rừng cưa gỗ hả Minh? Ủa đồng đội em không phát hiện ra để ông ngoại phát hiện ra? Không, tại nhiều khi em ở nguyên đồng đội em là ai cũng cưa hết trơn. Người nào cũng ngáy đều phải không em? Và được một điểm yếu nữa của em nữa là em quét nhà hơi nhiều. Quét nhà hơi nhiều. Hả? Quét nhà hơi nhiều, kỹ tính quá đúng không? Dạ không phải, tại em cứ thấy về phòng em mà thấy nhà cửa mà có bẩn quá thì em lại nhảy vào quét nhà, lau nhà. Kỹ tính quét quá. Quét một ngày mấy lần? Dạ một ngày có thể quét chục lần. Trời đất ơi. À, tình trường thì sao em? Dạ báo cáo chị, em mới có một mối tình đơn phương ạ, 5 năm rồi. Trời ơi, yêu gì 5 năm dữ em vậy? Em có coi như chàng trai còn trong trắng. Chiến đấu gì dở quá, 5 năm không tấn công được. Thiệt tình. Còn bạn gái mấy mối tình rồi em? À, dạ, em trải qua một mối tình ạ, kéo dài hơn một năm ạ. Lý do em chia tay là gia đình bạn trai em thì coi trọng việc môn đăng hộ đối. Và bạn trai em với em thì chắc là tình cảm cũng chưa đủ lớn để vượt qua những cái thử thách đấy ạ. Hy vọng mối tình mới được sự chứng kiến của tất cả mọi người sẽ rất là thuận lợi đó. Hồi đó giờ em có nghĩ là em sẽ quen với một chiến sĩ không? À, ngày xưa thì em hay xem chương trình Chúng Tôi Là Chiến Sĩ, thì em cũng thích. Thế nhưng mà thấy các chú, các bác nhà mình, người thân nhà mình ấy làm bộ đội thì hay phải xa gia đình nhiều ấy ạ. Thì em cũng hơi bớt thích điều tí, nhưng mà em cũng vẫn thích. Vậy em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì em mong là sẽ được cao hơn 1m7. Mập mập một chút nữa, bởi vì em cũng hơi mập. Thế lại về tính cách thì bản lĩnh, trưởng thành,
có chỉ tiến thủ trong công việc. Trời ơi, đây là chính trị viên em hả? Vâng ạ. Trời ơi, chính trị viên là bản lĩnh vô cùng tận em ơi. Được rèn luyện trong quân đội rồi thì đừng nói chuyện đó, bao luôn với em luôn. Còn gì nữa không? À, ngoài ra về thì trong cuộc sống cũng như là trong gia đình thì biết tôn trọng, chia sẻ và quan tâm tới em ạ. Quá đơn giản. Em thấy em còn quét nhà một ngày 10 lần mà làm gì không quan tâm được. Chị nghĩ tính cách là ok rồi đó. Giờ em chi tiết về ngoại hình đi, em muốn sao? Không cắt tóc mà sọc ngang, sọc dọc thì chắc là bộ đồ thì chắc không có. Trời ơi, em đó em nhìn xuống hết mấy anh ở dưới coi có anh nào mà tóc mà sọc ngang, sọc dọc không? Rồi. Làm gì có. À, mặt mũi thì tóc mắt tai mũi nghiêm túc. Rồi. Mắt mũi môi miệng mọi thứ là đúng vị trí. À, chắc đúng rồi đó. Răng thì không 9630. Ủa là sao? 9630 là sao? Mọc lên lộn xộn không có xin phép ấy ạ. À, là 9630. Chín cái mọc ra ngoài rồi ba cái mọc vô trong rồi có chỗ không có cái nào đó hả? Dạ. Trời ơi, 9630 lần đầu tiên tôi nghe răng. Có thẳng hàng đều không? Răng này là 10/10 luôn. Rồi, được. Em không thích bạn trai gia trưởng, bảo thủ, hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ, em không ạ. Em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Thứ nhất về cái tính cách thôi anh ạ. Hiền lành, biết tôn trọng người trên người dưới, đặc biệt là biết nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn đó hả? Vâng. Là dạ. Tức là em muốn la sao la ta nhịn hết tới luôn đó hả? Dạ không anh ạ. Cuộc sống thì có rất là nhiều vô vàn những cái vấn đề khó khăn đi anh. Nếu mà hiện giờ bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng mà khi gặp khó khăn thì em nghĩ là trong gia đình thì vẫn mong muốn là người này có thể là nhẫn nhịn khuyên bảo với nhau, người kia cũng thế. Có điều gì thì vợ em còn nóng tính thì em cũng cố gắng nhẫn nhịn, mà ngược lại thì để cho cuộc sống mình sẽ thuận lợi hơn. Bây giờ anh sẽ qua xem mắt đàn gái coi thế nào nha. Đồng chí Thượng Quý. Chào anh. Gái dễ thương ha, hai cái đồng điếu nhỏ nhỏ dễ thương lắm nha. Lấy chồng bộ đội thì phải hy sinh một chút cá nhân của mình, tức là chồng phải đi công tác rất nhiều. Em nghĩ là nếu mà đã yêu thương nhau, lấy nhau thì sẽ thông cảm cho nhau ạ. Với một điều kiện nữa là bạn trai có công việc riêng như thế, với lại phải đi xa như thế, thì bù lại là phải biết quan tâm và yêu thương tới em nhiều ạ. Vậy là yên tâm rồi đó, anh thấy chuyện đó yên tâm. Được rồi, chị qua bạn gái dễ thương lắm bạn trai. Vâng ạ. Rất là dễ thương. Chào em. Vâng ạ. Có cái gì em không thích ở người bạn gái? Tính cằn nhằn. Nói nhiều. Nhưng mà tụi em là yêu xa, em là ở Bình Dương đúng không? Dạ vâng. Rồi chị, cái giờ giấc làm việc em sao? Trong khi bạn gái ở thành phố thì em nghĩ là bao lâu thì hai đứa gặp nhau hẹn hò để tìm hiểu nhau được? Dạ vâng. Thì thủ trưởng ở đơn vị chúng em thì vẫn tạo điều kiện cho những thằng trai nào mà đến tuổi lấy vợ rồi. Chúng em cũng có chế độ là tranh thủ hàng tháng, có thể điều kiện là tranh thủ thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Các bạn có nghĩa được nghỉ mỗi tuần là có thể điều đặn lên thăm bạn gái được đúng không? Dạ vâng. Và thì đó, mong muốn là có thể là khi nào chúng em trực thực hiện theo nhiệm vụ thì cũng mong muốn là bạn gái cũng có thể là đến thăm đơn vị chúng em. À, cũng có thể tới thăm đơn vị được chứ gì? Được không em? Ví dụ có lúc bạn trai về thăm mình, nhưng mà cũng có lúc mình tới đơn vị mình thăm cho biết. Dạ coi được ạ. Làm được ha. Dạ vâng. Rồi tìm hiểu một năm rồi tiến tới hôn nhân thì em thấy ổn không? Dạ em thấy ổn. Như điều đó cũng phải mong mà tùy thuộc vào bạn gái nữa. Hiện giờ đơn vị em cũng các thủ trưởng cũng có nhà cho chúng em sau khi lập gia đình. Là lập gia đình cho vợ vô đó ở được luôn đúng không? Dạ vâng. Gặp em trực tiếp thấy em rất là xinh và có lỗ mà lỗ hồng đồng tiền rất là duyên. Trước hết anh có bó hoa thì anh gửi tặng em cả một quyển sách nữa. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng anh và cũng là một quyển sách ạ. Anh cảm ơn em. Anh sẽ đọc hết cái quyển sách này của em. Tại vì anh rất là thích đọc sách. Bạn nữ coi bạn nam tặng quà gì kìa. Ngồi xuống đi bạn, ngồi hai bạn ngồi xuống đi. Hả? À, cũng sách. Là một cuốn sách hiểu về trái tim ạ. Nhưng mà sao có cái ngôi sao ở trên nhiều quá vậy? Sao này là anh tự gấp ạ? Dạ vâng, đây là sao ước em ạ. Em có chắc là anh gấp 100% không ạ? Cái này thì là có tờ giấy cắt sẵn thì em, nên là về gấp thì rất là nhanh. Có lòng quá. Cũng có nhờ các đồng đội hỗ trợ. Thì anh cũng chuẩn bị đến tuổi lấy vợ, thì anh mong muốn là mình có một cái ngôi sao mang người yêu mình đến. Anh không phải là một người có thể là hô mưa gọi gió,
Nhưng mà anh tin nếu mà em cần một người là chắn nắng, che mưa hoặc là chăm lo, chăm sóc cho em thì anh nghĩ là mình chắc chắn mình làm được. Dạ vâng ạ. Anh có muốn hỏi thêm em gì không? Em có biết nấu ăn không ạ? Biết nấu ăn và giỏi thì em không dám nhận. Nhưng thích nấu ăn thì em có thích nấu ăn. Thế ạ, chúng ta có nhiều điểm chung như thế thì là sẽ mong có điều kiện là chúng ta sẽ tới với nhau hoặc là còn trao nhau cơ hội nhiều hơn. Rồi, hát tặng bạn gái một bài đi bạn trai. Em rất là thích hát nhưng mà em hát không được hay lắm ạ. Anh cứ thể hiện đi ạ. Đến gần bạn gái hát luôn. Đó. Đừng hoài nghi tình anh em nhé, ngày hôm qua đó tình đã trao em, cho đến mai hôm nay ân tình vẫn đong đầy, và mai sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim trao em. Bạn nữ cảm nhận về bạn nam trước mặt mình như thế nào? Bạn nam là một người chín chắn, chững chạc ạ. Có ăn hiếp người ta không? Cái đấy thì phải tùy bạn nam. Bạn nam mà trị lại được em thì em sẽ không ăn hiếp. Nếu mà để em bắt nạt thì chắc là em sẽ không từ chối. Đó, vậy giờ từ thuở ban sơ mới về nhé em. Sao nhắm ổn không em? Dạ. Nhắm trị nổi bạn này không? Hay là để bạn ấy ăn hiếp? Là em chỉ ngại mỗi bạn gái dỗ thôi, bởi vì em không biết nếu bạn gái dỗ thì phải dỗ như nào thôi. Còn nếu ăn hiếp thì em cũng cam chịu một phần. Cam chịu một phần, trời ơi chiến sĩ. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi. Rồi, bắt đầu từ bây giờ, giây phút này đây, ngày hôm nay, trước mặt gia đình hai bên, trước mặt các chiến sĩ đồng đội của mình, cấp trên của mình, hai bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Xin phép cậu. Ừ. Dạ, cháu xin phép là cậu. Thì hôm nay cũng có điều kiện là chương trình đã cũng có xe duyên giúp cháu gặp với cả Linh. Thì cháu cũng mong muốn thời gian tới là cậu cũng tạo điều kiện cho anh em cùng cháu. Dạ, xin phép rồi. Một điều hết sức là quan trọng đó là hôn nhau để chứng minh nút bấm của mình là đúng. Em đã đồng ý. Em biết nấu ăn, em chơi thể thao. Điểm yếu của em đó là em nóng tính. Em biết chơi các môn thể thao, xem những bạn nữ là nóng tính. Hy vọng rằng họ sẽ cùng nhau đi trên một con đường, quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mai? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Bạn nữ mình giới thiệu trước đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Bích, em đến từ Gia Lai. Dạ hiện tại thì em đang làm tổ phó chuyển may ở dưới Đồng Nai ạ. Bích bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 24 tuổi. Mời bạn trai. Em tên là Duy, năm nay em 25 tuổi. Em sinh ra Đắk Lắk. Hiện tại em đang làm công việc của em là kỹ thuật viên cho một công ty nước ngoài công nghiệp Long Thành. À, Long Thành, bên đây là Bình Dương hả? Dạ không, em ở Đồng Nai, khu công nghiệp Biên Hòa 1 đó chị. Biên Hòa 1, Long Thành vậy cũng gần ha? Cũng gần, dạ. Rồi, mình giới thiệu một xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em chơi thể thao. Chơi thể thao cái gì, môn gì? Dạ, em chơi cầu lông, bóng chuyền. Wow, bóng chuyền luôn hả? Dữ dằn ha. Điểm yếu của em đó là em nóng tính. Nhiều khi em nói em hay thẳng tính nữa. Nói ra nhiều khi mình đang nóng, mình bực lên nói thì nhiều bạn hay sợ mất lòng. Bạn trai thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em biết chơi các môn thể thao như bóng đá, bơi lội, nấu ăn. Còn sở thích thì thích... Gì? Cứ nói thoải mái đi bạn. Dạ, em thích chơi chim. Hả? Thích chơi chim hả? Dạ. Cái lý do sao thích chơi chim? Tại cái đó tạo cho mình cái cảm giác nó thoải mái, mình nghe tiếng chim hót. Bạn thích chim nào? Dạ, em đang chơi chim chào màu. Chào màu? Dạ. Rồi chim gì nữa? Dạ, hết rồi. Ủa, thích có một loại chim chào màu à? Rất nhiều loại chim.
rất đẹp và nó hót rất hay nữa. Dạ. Ha? Điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm yếu của em cũng giống xem giống bạn nữ là nóng tính, hay nói thẳng thì sợ người đối diện mất lòng. Hai người này có vẻ hợp nhau nhiều nha, cũng thể thao chung rồi cũng trầm nóng tính nữa. Em muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào? Em muốn mẫu bạn trai là cao 1m65 trở lên, nặng cũng 65kg trở lên. Nói chung là tròn tròn mũm mĩm giống anh Quyền Linh. Bên kia thì sao? Cao nhiều giống anh Quyền Linh không? Dạ em cao 1m7, nặng 70. Ủa? Nặng 60 thôi ạ. Ủa vậy là ốm rồi. Dạ, không vừa người lắm em. Cái đó là phọc chuẩn của Việt Nam á chị. Anh là hơi mất chuẩn rồi đó. Bạn đây chuẩn đi. Dạ. Gì nữa không em? Em không thích con trai da trưởng. Em không thích bạn trai hút thuốc. Bạn trai sao em? Dạ, yêu cầu thì chắc em đạt. Em không hút thuốc, không gia trưởng. Được. Còn gì nữa không em? Dạ, dạ thôi chị. Gì đó thôi ha. Dạ. Còn bạn trai, mình có tiêu chuẩn như thế nào? Tiêu chuẩn của em là bạn nữ cao 1m55 đổ lên. Tính tình thì thoải mái, phóng khoáng. Em không thích điều gì ở người phụ nữ? Dạ, keyboard. Keyboard là keo kiệt á ha? Dạ đúng rồi. Em gái có keo kiệt không? Dạ không anh ơi. Và mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em trải qua một mối tình rồi chị. Mà chia tay cũng lâu rồi. Thôi đến qua anh coi mặt bạn gái bên kia thế nào như thế nào. Bên đây anh này dễ thương lắm. Rồi chào em. Anh bên đây là chất phác lắm, nhìn thấy anh cũng hiền hậu lắm. Dạ. Em thí dụ như làm dâu em có làm được không? Dạ được anh. Được hả? Dạ. Vậy được rồi. Em nếu mà đồng ý hết anh muốn cưới liền được không? Qua quá trình tìm hiểu nếu mà hợp thì có thể tiến tới hôn nhân. Tiến tới hôn nhân liền luôn. Dạ. Ha. Em còn có yêu cầu gì bên đàn trai nữa không? Dạ không. Hai người này hiền rồi nha. Hợp lý đấy. Hợp không anh? Hợp, anh thấy hợp đấy. Giống mặt anh cũng được. Chào chị Cát Tường. Chào em. Nếu mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Lâu nhất là 2 năm. Lâu nhất là 2 năm, còn nhanh nhất? 2 tháng. Mấy tháng được. Mấy tháng, trời, chuẩn bị gì chưa mà đòi mấy tháng nhanh vậy? Dạ cũng chút chút rồi. Có hỏi ba mẹ chưa? Dạ cái đó ba mẹ tự cho quyết định. Mình có tật xấu gì không? Em thì nóng tính như vừa em vừa nói đó. Còn cái gì khác ngoài cái đó không? Lại hơi mê chơi một tí. Mê chơi hả? Chơi cái gì? Chơi chim hả? Chơi chim. Thôi thì bây giờ mình lấy vợ rồi mình hạn chế bớt chút xíu. Bây giờ thí dụ như bữa hôm đó. Dạ. Vợ em đẻ, bên đây con chim cũng đẻ, em sẽ chọn chăm sóc ai? Đi đẻ. Tất nhiên là vợ mình rồi. Dạ. Nó cụ thể thế chứ. Nghe rõ rồi hả em ha? Rồi coi được không chứ anh này anh mê chơi chim dữ lắm. Em trai đi với ai? Dạ em đi với em trai của em. Em trai hả? Dạ em họ. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Rồi chào em. Em họ của anh Duy. Thì khi em nhìn cái cách nói chuyện của bạn nữ thì em thấy cũng có đôi nét hợp với anh Duy. Thì thấy chị cũng dễ thương. Nhưng mà em có thắc mắc cái là anh Duy có thú chơi chim. Nhưng mà có khi nào mà hai người về quen nhau á, chị nhiều lúc nóng tính hay như chị có thịt chim của anh? Có chứ, nếu mà anh mê chim mà anh nói trả lời đi em. Nếu mà anh mê chim anh bỏ em luôn rồi em xử lý sao? Nếu mà anh thương chim hơn thương em thì chắc là em phải suy nghĩ lại chị. Em giết hết mấy con chim của anh. Phải không? Thịt chim của anh hả? Ru ti luôn, một bữa nào anh đi làm về anh thấy nhà đại nấu dọn lên một mâm cơm toàn chim không. Chim ru ti, chim xào xả gì đâm lum la. Làm vậy không em? Chắc là không đâu chị, tại nhà em cũng nuôi chim nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Nhà em nuôi chim gì? Nuôi cu đất đó chị. Hai người hợp nhau ghê luôn. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với đồng nghiệp với bạn thân của em. Rồi, chào em. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào mọi người ạ. Em rồi. Là bạn thân của Bích. Rồi, em nhận xét về hai bạn này như thế nào? Dạ, em thấy anh bên này thì tương tác ok ạ. Tính tình thì cũng thấy hợp với Bích. Dù hai người nóng tính nhưng mà thấy Bích thì không hay giận dai. Chỉ xong lúc đó rồi thôi rồi ạ. Hy vọng là anh với lại bạn em có thể đến với nhau được. Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúng ta sẽ kéo màn lên để cho đôi trẻ một bên là nuôi cu đất, một bên là nuôi chim nói chuyện với nhau nha. Kéo màn. Có hỏi thăm về nhau cũng được. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh
Cũng được. Anh đi làm ở dưới Long Thành anh làm lâu chưa? Cũng làm khá lâu rồi, khoảng mấy tháng rồi. Trời đất ơi. Nếu như anh đi làm vậy thì nếu mà hẹn hò thì anh tính như thế nào ạ? Em hồi nãy em nói em ở Biên Hòa. Dạ, em ở Biên Hòa 1. Là khúc nào ạ? Ở Bồn Nước anh, ngã tư Bồn Nước. Thì cũng gần chỗ mà anh ở đó. Dạ. Bạn cảm nhận bạn nữ như thế nào? Thì thấy bạn nữ cũng dễ thương. Anh còn thắc mắc gì nữa không ạ? Em ở đây em ở trọ. Dạ không, em ở nội trú ở trong công ty luôn anh. Ở như vậy thì khoảng thời gian công ty gò bó hay sao? Lúc đi chơi. Đa số thì em là đi làm về rồi em về phòng rồi nấu ăn rồi nghỉ ngơi chứ không có đi chơi đâu hết. Bây giờ người ta hỏi mày mốt đi chơi sao? Công ty có cho đi không? Buổi tối thì đi làm về thì ra ngoài được tới 10 giờ thì thôi. Trời ơi, có 10 giờ à? Ảnh tự nhiên ảnh làm suốt mấy giờ mới làm đi làm về? Em thì làm thất thường lắm chị, tại một tuần em đạo ca liên tục. Rồi người ta đi làm tới 10 giờ mới về, bên đây 10 giờ đóng cửa rồi sao đi chơi? Thì công việc của em cũng không gò bó lắm, thời gian nghỉ thì cũng khá là nhiều. Em nghĩ là mình đến đây là một cái duyên thì em nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Thì cũng như em nói, tới đây thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi. Chúng ta chỉ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn nữa trên con đường hôn nhân nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tay nhau đi các bạn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Giúp các bạn sẽ có những buổi xem phim thật lãng mạn, hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, em cảm ơn chị. Để tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Nắm tay nhau bạn, nắm tay nhau. Hy vọng hai bạn sẽ sớm tiến tới hôn nhân nha. Mới đếm số 2 là bạn đã bấm nút rồi đó. Thì chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn ạ. Nào đưa được chứ. Đừng có ba hoa quá. Ốp cái gì nó lòi ra một cục. Hay lười làm việc nhà hay ngủ. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Ám An. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, chào em. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả đang xem chương trình. Rồi, em giới thiệu về mình. Em tên là Thùy Linh, năm nay em 27 tuổi và hiện là em làm nhân viên kế toán. Hai anh em mình tên Linh ha. Để xem bạn trai tên gì. Xin mời bạn trai. Chào anh. Chào bạn. Gì vậy? Làm gì nhút nhát như vậy? Bây giờ tâm lý sao, ổn định chưa? Giờ cũng hơi ổn định rồi. Tối hôm qua có lo lắng gì khi hôm nay lên đây không? Cũng có anh. Hy vọng hôm nay gặp người như thế nào? Những người dễ thương. Dễ thương rồi gì nữa? Hiền. Gì nữa? Cũng thích em và em cũng thích người đó. Tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Thanh Hùng, năm nay 28 tuổi. Nghề nghiệp là kỹ thuật viên răng giả. Tức là nhà khoa đó đúng không? Dạ. Không nói chữ nhà khoa đi, tự nhiên kỹ thuật viên răng giả nghe nó ghê. Có vấn đề gì cần làm răng giả không? Dạ không, răng em còn khỏe. Răng còn khỏe lắm hả? Dạ. Giới thiệu mình một xíu về những sở trường của mình. Dạ, về ưu điểm của em thì về nữ công gia chánh như là thêu thù may vá thì em đều làm được hết á chị. Giỏi vậy đó. Rồi. Dạ, rồi nói chung là biết quan tâm chia sẻ đến mọi người. Nấu ăn được không? Dạ được. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình chính thức chị. Quen nhau được bao lâu? Em quen khoảng nửa năm. Nửa năm à? Dạ. Rồi chia tay bao lâu rồi? Dạ em chia tay cũng gần 2 năm rồi. Công việc của bạn là làm một ngày 8 tiếng hả hay là như thế nào? Một ngày em làm khoảng 12 tiếng anh. 12 tiếng? Dạ. Dữ vậy? Dạ, 8 giờ sáng, 8 giờ tối. Rồi nhà bạn ở đâu? Em quê ở Bình Thuận, ở thì quận 10, đường Hòa Hưng. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình đơn phương năm lớp 9. Mới lớp 9 yêu rồi sớm vậy? Vậy là có một mối tình chính thức là cách đây 3 năm. Rồi người ta có người yêu mới chưa? Dạ, giờ có chồng rồi. Có chồng rồi hả? Dạ. Thấy không? Vậy mình lỗ rồi. Thấy có vợ liền.
Bây giờ muốn lấy vợ lắm chưa? Dạ em cũng suy nghĩ cũng sẽ lấy vợ trong khoảng thời gian 2 năm ấy vậy. Rồi Linh sao? Ý em là nếu mà được thì là 1 năm. 1 năm chứ 27 cũng cao rồi ha. 1 năm là vừa còn sanh con nữa đúng không? Dạ, sanh mấy đứa? Ba mẹ em muốn có cháu. Muốn mấy cháu? Dạ 2 thôi chị. Mình có đặt ra cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào? Thứ nhất là bạn nam đó là phải cao, nhìn người năng động khỏe mạnh xíu, giống như diễn viên Lương Thế Thầm đó chị. Rồi thứ hai là bạn trai đó phải là tâm lý và có công việc ổn định. Bạn không thích điểm nào ở người bạn trai? Không thích thì em có 4 điểm. Thứ nhất á, là đừng có bảo thủ. Thứ hai á, là đừng có hút thuốc. Thứ ba là đừng có ba hoa quá. Có nổ đó. Dạ. Nó gọn là vậy đi. Dạ. Dạ, cuối cùng là đừng có xài giờ dây thun. Trai có bảo thủ không? Dạ không chị ơi. Hút thuốc. Có hút thuốc không? Có hút thuốc nhưng đã bỏ. Bỏ rồi. Có ba hoa chích chòe không? Dạ không chị. Rồi cuối cùng có xài giờ dây thun. À. Dạ không, em rất là trọng dự tính với lại sống thì rất là hài hòa. Rồi đó là yêu cầu của bạn gái, còn bạn trai yêu cầu như thế nào? Em thích một người mà bạn nữ ngoại hình thì trắng, tóc thì ngang vai về xuống, biết quan tâm, chia sẻ, hòa đồng, sống thân thiện rồi chân thành. Rồi gì nữa? Dạ vậy thôi anh. Vậy thôi. Dạ. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì tự lập. Sống nhiệt tình bạn bè. Khuyết điểm thì hay ngủ với lại lười làm việc nhà. Lười làm việc nhà. Dạ. Hôm nay mình có đi với người nhà không? Dạ có đi với lại em họ là bạn. Em họ. Dạ, chào anh Quỳnh Linh với chị Kim Tuyền. Chào em. Nãy giờ bạn nghe câu chuyện với hai người, thấy hai người có hợp nhau điểm nào không? Có không hợp nhau điểm nào không? Em thấy hai anh chị cũng được. Ý của chị nãy giờ em theo quan sát thì thấy cũng giống ý của anh của em. Với lại anh của em á, anh hiền với lại anh nhát lắm. Cái gì á, chừng sau này cái về á, chị đừng ăn hiếp anh của em là được rồi. Ủa, là ý đó cô chị này dữ lắm hả? Hiền khô. Không, giờ em thấy chị này á, chị có vẻ là chị thật thà, với lại là chị cũng lanh. Nên là em thấy anh của em á, cũng hơi rụt rè. Lép vế được phải không? Lép vế phải không? Em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với em trai em. Em trai, dạ, em trai đâu? Dạ em chào Hương Linh, em chào chị Cát Tường. Một người đàn ông nhận xét một người đàn ông. Anh này á, thì em thấy là ảnh vui, cũng không thể nhưng mà cứ hơi nhát. Thì nói theo cảm nhận em thì thấy hai người chắc hợp. Còn về hợp hay không thì đó là do chị em quyết định nữa. Rồi, cảm ơn em. Cô bên đây. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Anh kêu đúng anh Hiền á. Dạ. Rất là dễ thương. Dạ. Nói chung là mình nhỏ nhẹ thôi, làm quá không giật mình bỏ chạy luôn á. Cô nó gọi luôn quá trời luôn luôn. Em có nghe ảnh nói là ảnh lười làm việc nhà. Đó đó, cái đó đó. Nhưng mà em la cũng là không sợ à. Bây giờ chưa có ai la đó, ham ngủ chứ dạ. Không làm việc nhà được. Ha. Dạ vâng. Được, anh này dễ thương được. Nhưng mà hơi bụng hơi bự chứ, chắc uống bia rồi. Vậy? À, uống bia. Ngồi hết cái bụng vô nha. Bụng bự lắm hả? Trời chị. Hóp vô để. Hóp cái gì nó lòi ra một cục vậy mà lo hóp cái gì nữa, một cái bụng gì mà hóp. Hóp ở chỗ nào? Một ruột cũng to dữ ha. Làm biếng lắm hả? Không phải làm biếng mà em làm đi làm nhiều á. Cái em rảnh cái em muốn ngủ. Không, mà nãy giờ nghe qua cái màn thôi thì cảm nhận cô bên kia. Em thấy sao? Bạn đó là hiền nhỏ nhẹ. Bây giờ trước tiên mình phải đánh cái vòng ngoài trước, thuyết phục em trai với trước thôi coi. Chào bạn. Bạn cái gì? Em chứ bạn cái gì? Mạnh dạn lên coi. Em chào anh. Chào em. Đầu tiên thì anh gửi lời sức khỏe đó em, tốt. Em thấy anh sao, có cảm nhận có phù hợp với lời chị của em không hay là sao em? Dạ thì em thấy là hai người cũng hợp nhau rồi đó. Còn hợp hay không thì ghé bức màn lên mới biết được. Trời, nếu mà em thấy có cái gì đó thì em có thể nói thêm vô giùm anh. Chứ anh là anh thấy chị như vậy, chị em anh cũng có cái đó cũng thích ở cái khiêm nhường. Trời ơi, cái ông này không có gắn hột xoàn cái răng đúng không? Giờ tôi thấy gì chiếu. Bận nghề nghiệp chị. Gắn chị cái nha. Dạ, ngày mai gặp chị. Chị gắn hết được không? Dạ được, đẹp luôn chị. Nha. Nhớ nha, hứa nha. Dạ, hứa. Gắn hột xoàn tôi nha. Dạ. Hứa rồi đó, tôi qua tôi nói vô giùm cho. Được, hiền lành nhát. Đừng có nhát. Mặt mày đẹp trai. Giờ chuẩn bị chuẩn hình chưa? Ha. Răng gắn hột xoàn. Mạnh mẽ lên nha. Yên tâm đi. Cô bên kia cũng mạnh mẽ lắm á.
Cô kia rất là bản lĩnh nha. Về là coi như là... Rồi cho 2 phút gặp nhau đi anh Linh ơi. Chuẩn bị, kéo mặt lên. Rồi 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Chào anh. Chào em. Dạ. Em có gì muốn hỏi anh trước không? Bỗng. Ngon quá. Cảm ơn anh. Mốt chừng nào hẹn hò kéo tôi đi theo nha. Dạ. anh cảm nhận em sao khi kéo màn lên? Anh thấy em cũng dễ thương. Ừ. Nói chuyện nhỏ nhẹ nó cũng giống như cách anh cũng hay nói chuyện vậy. Dạ, anh thấy em cũng khiêm tốn vừa phải. Anh thích hay không thích? Là anh thích vậy. Dạ. Hồi nãy em có nghe anh nói là anh một ngày anh làm 12 giờ. Vậy nếu mà có bạn gái thì hẹn hò sao anh? Thì anh dự định của anh sẽ sắp xếp thời gian những lúc mà anh sẽ rảnh sẽ dành thời gian cho bạn gái. Dự định anh tương lai anh sẽ cố làm chủ bản thân để vượt khỏi cái thời gian đó để dành cho gia đình. Vậy là mình hẹn hò khoảng từ 9 giờ tối trở đi hả? Nếu mà chủ nhật thì 5 giờ anh nghỉ, có tuần anh nghỉ. Ngày. Cảm nhận anh nào có phù hợp với em không, có muốn hẹn hò không? Dạ. Dạ, em thấy anh cũng dễ mến nhưng có điều hơi nhát xíu. Có lúc anh nhát, có lúc anh cũng gan. Lúc nào gan, lúc nào gan? Lúc gan là lúc nào? Lúc nào? Lúc nào gan? Cái lúc đó chỉ có cho bạn biết thôi. Lúc gan lúc nào nói luôn đi. Lù khù dắt cái luôn chạy. Đó, mạnh mẽ gì lên, đúng rồi, phải gan lên. Đó, bụng vô. Để tự nhiên đó. Mùa nhậu dữ lắm thì sao bụng bự vậy? Dạ cũng hay nhậu vậy, hay uống bia, nói chuyện công việc bạn bè. Nãy nói gì mà làm chủ bản thân vậy đó, vượt qua bản thân vậy là gì chị không hiểu. Em cũng không hiểu. Không hiểu sao mà hỏi. Làm như nó chồng cho tôi vậy. Giải thích cái chị vượt qua ý, bản thân. Ý anh là thích kinh doanh. Trong anh làm nghề cũng lâu năm rồi. Trong khoảng thời gian công việc nó chiếm cũng nhiều. Dạ. Thời gian tới sẽ muốn một kinh doanh một cái gì đó để làm chủ được bản thân. Em thì em không thích đàn ông lười biếng đâu anh. Dạ. Lười công việc nhà. Em rất là thích đàn ông biết nấu ăn. Anh thì sao? Anh thì anh biết chế biến món ăn ngon. Biết làm những món ăn ngon. Là biết nấu ăn hả? Nhưng thế mà này... anh ít nấu thôi. Do này có bạn gái, anh có hạn chế cái khuyết điểm là lười làm việc nhà không? Nếu mà ấy thì bạn gái có ý kiến thì anh sẽ hạn chế được chuyện nhỏ mà. Nó lúc nó chưa có người yêu, giờ có rồi, mình hứa với người yêu gì đi. Nếu mà mấy chuyện việc nhà, bớt nút hơi việc nhà, mấy chuyện nhỏ, anh nếu làm thì anh làm vẫn được chứ không gì hết. À, anh không thích làm thôi. Đúng rồi chị. Tỏ tình rồi gì thuyết phục ta đi. Em có muốn hẹn hò với anh không? Không hỏi cái đó, trời ơi. Sao không hỏi chứ? Đừng có hỏi cái đó, đừng á. Mình thấy... Chứ em lại muốn rồi đó. Muốn lắm chưa? Cũng muốn lắm rồi. Muốn lắm rồi hả? Giờ phải thuyết phục đi, đừng có nói hẹn hò rồi, tao nói không cái là hết. Anh muốn tìm hiểu em. Muốn... mình muốn tìm hiểu hơn để hiểu nhau hơn. Hứa cái gì người ta mới cho tìm hiểu chứ. Hứa về anh sẽ không có lười biếng nè, không có ở dơ nè, không có gì đó, hứa lại đi. Thì những cái điểm em thích như là anh làm việc nhà đó, thì nếu mà quen nhau thì anh sẽ bỏ được, chắc chắn. Anh sẽ, chuyện đó cũng nhỏ thôi, không có lợi gì hết. Rồi, hết thời gian rồi. Mệt ghê vậy, trời không bắn được câu gì đó. Nói đại. Rồi, suy nghĩ thật kỹ để quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Trái tim đã có màu đỏ rồi. Nắm tay nhau cái coi gì mà rung dữ gì, nói chuyện nhỏ xíu xù xíu à. Cảm thấy sao? Cảm thấy ấm áp. Má anh coi. Dạ thôi anh nắm tay lại. Phụng thử coi có rớt một sòn hay răng không? Anh Hùng nha. Xin cái gì? Xin cái gì? Không đi. Không đi. Hùng giống hổ. Rồi xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn thật là vui vẻ. Nhát mình luôn à. Tôi nãy giờ tôi nhào vô rồi đó. Đây
Nói cho vui thôi, chúc hai bạn thật là nhiều không gian lãng mạn trong lúc xem phim ha. Cố gắng lên bạn trai nha. Mạnh mẽ lên. Bạn gái rất là xinh đó, đừng bỏ qua cơ hội này. Em cũng thích một người bạn trai hiện đại tự tin. Cái về ngoại hình thì là mũi cao. Mũi cao. Da sáng, cao tầm khoảng 1m6, ăn mặc hiện đại. Dễ thương quá cặp này. Cặp đôi đầu tiên đã hẹn hò với nhau. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai. Hạ Màn. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mình ngồi. Dạ Linh, đâu có ai không ạ? Mình có thể giới thiệu sơ nét về mình cho cô gái bên kia được biết. Chào quý vị khán giả. Chào chị Tường và anh Linh. Mình tên là Huy Long, đang là kiến trúc sư, hiện công tác ở Bình Dương. Long bao nhiêu tuổi? Bí mật tí được không chị? Rồi thôi, người ta muốn bí mật mình cứ cho người ta bí mật đi. Dạ. Rồi tới phiên em giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả mọi người. Em tên là Khu Thị Diễm Thúy. Năm nay em 27 tuổi, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là nhân viên kinh doanh sản phẩm những cái mặt hàng cho em bé đó chị. Quê em thì ở miền Tây là. Miền Tây ở chỗ nào em? Ở tỉnh Cần Thơ chị. Cần Thơ. Dạ. Còn anh là quê đâu? Mình gốc Đà Nẵng. Và làm thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 17-18 năm. 17-18 năm thành phố mà chưa tìm được một mối tình nào cho mình để mình có thể chung họ đi suốt cái con đường đời này hay sao? Dạ. Lúc đầu thì có thể là kinh tế nó chưa khống chế được tình yêu. Lạ quá nha. Sau này thì cũng đi làm, công việc áp lực thì cũng có ít. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình thì cũng chưa có gọi là mối tình. Nhưng mà hồi cấp 3 cũng có một mối tình. Nhưng mà bạn đó lại đi nước ngoài. Nhưng mà bây giờ bạn thấy là kinh tế bạn đã khống chế được tình yêu chưa? Em nghĩ là được á chị Tường. Rồi, những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì em có thể là nấu ăn được, chăm sóc gia đình, có thể giữ tiền được. Khuyết điểm của em thì chắc là hơi cầu toàn một chút. Nhiều lúc thì do suy nghĩ của em thôi, chứ thực tế thì không phải là như vậy. Tất cả mọi thứ mình đều muốn nó hoàn hảo. Dạ đúng rồi. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em có 3 mối tình rồi. Mối tình thứ nhất thì chỉ là tuổi học trò thôi nên không sâu sắc. Mối tình thứ hai thì do khoảng cách nên tụi em chia tay. Mối tình thứ ba thì bạn của em phải đi tu nghiệp ở nước ngoài á. Vậy là cũng xa cách luôn. Dạ đúng rồi, nên tụi em chia hai tay. Hai người cũng giống nhau nha. Bạn muốn tìm người yêu như thế nào? Nếu mà chiều cao thì 1m65 trở lên thôi. Công việc ổn định, biết chăm sóc cơ thể, thích tập thể dục hoặc là chơi thể thao gì cũng được. Không hút thuốc, uống rượu, bia thì hạn chế một chút. Dạ, không có gia trưởng. Em cũng thích một người bạn trai hiện đại, tự tin, đi làm nhưng mà cũng phải biết cách chăm sóc gia đình, quan tâm gia đình một chút. Rồi, nãy cô gái đó nói vậy thì anh thấy sao? Tương đối là hợp ý của mình. Hợp ý với mình đúng không? Anh thích tìm một người phụ nữ như thế nào? Cái về ngoại hình thì là mũi cao. Mũi cao. Da sáng, cao tầm khoảng 1m6. Tính tình thì tự tin, giản dị một tí. Rồi. Đặc biệt là không có chi ly quá trong vấn đề là chi tiêu. Không có cái gì? Không chi ly á. Không có chi ly, tính toán nhiều quá chị. Thế mạnh của anh là gì? Thích các cái đồ điện tử, vẻ đẹp. Đúng rồi, chú sư vẻ đẹp rồi. Rồi anh có điểm yếu gì? Điểm yếu là bụng hơi bự tí. Cũng hay để ý ăn mặc này kia đó. Anh thích người phụ nữ ăn mặc như thế nào? Ăn mặc thì nói chung nó hợp với hoàn cảnh thôi. Mình thì mình thích là nên ăn mặc hiện đại. Hiện đại. Trẻ trung. Anh đang chuẩn bị vẽ cái gì? 27 là sinh năm mấy anh Linh này? Em sinh năm mấy cơ? Dạ em sinh năm 89. 89 tuổi con rắn. Được không? Dạ không sao, em thì không quan tâm tuổi lắm. Hỏi để em có cái mục đích riêng. Để vẽ hình con rắn tặng người ta hả? Sao chị biết? Tại chị tuổi rắn. Ủa tuổi trưởng rắn hả? Rồi để em vẽ chị. Lớn hơn con giáp. Giờ mình lấy nhau mình có nhà cửa ở chưa? Dạ căn hộ nhỏ nhỏ thôi. Ở đâu? Dạ ở Tân Bình. Rồi bây giờ mình vẽ cái gì, vẽ cái đi. Chị Tường thấy sao? Ví dụ khuôn mặt hay là tròn tròn màu nước da trắng sáng, tóc dài thắt bím, tóc dài đeo mắt kiến cận giống bạn, đeo mắt kiến luôn. Đúng rồi, bầu bầu đúng không chị? Mặt tròn trịa, thon gọn, xinh xắn, le lưỡi phùng mang. Rồi bà dễ sao nhìn thấy ghê vậy? Nhìn thấy đóng đu đi bon quá vậy. Hơi sexy chút. Sexy à chị? Thích sexy. Nếu anh Linh ngồi đây sao biết sexy? Đoán hay quá, kinh nghiệm. Ok. Rồi đi đây tôi giữ luôn cho. Dạ giữ tí. Giữ rồi đó. Chờ chút xíu anh qua anh coi cái hình này thế nào nha. Trời ơi dễ thương quá. Xem hình không? Em không dám xem hình đâu. Không dám xem hình đó. Đây nè. Giống không? Sao anh không cho em xem quá?
Em xem thử em đánh giá coi như thế nào nha. Bắt đầu. Ha, được không? Thấy nó khủng hoảng hay là nó... Dạ đúng rồi. Hả? Tranh biếm họa. Thôi đây cũng là cái ấn tượng ban đầu ha. Này người ta dạ. Tưởng tượng thôi, ta có dạ. Thấy em đâu. Thôi. Em cũng vẫn cảm ơn được. Đầu tiên có người bán đẹp như vậy. Anh thích người lớn tuổi hơn mình hay người bằng tuổi mình? Cái tuổi thì em giới hạn thôi, nhưng mà do tính cách, do con người nữa. Nhưng mà ngoại hình thì nhìn không có phải là già lụm khủng lắm. Anh cũng già lắm, đi lụm khủng mệt á. Em có biết vẽ ảnh lại không? Thấy vậy thôi. Dạ không đâu chị ơi. Em đánh giá bức tranh này mấy điểm? Em cho bức tranh này 4 điểm. 4 điểm là rớt rồi. Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay anh đi với người thân nào? Dạ mình đi với anh Nguyên là bạn từ hồi cấp 2. À. Riêng về bạn Long á, thì mình chơi bạn ấy cũng rất là lâu rồi. Bạn có cái ưu điểm là trong công việc nhà có vẻ là tương đối chỉnh chu, sạch sẽ, ngăn nắp. Nhưng mà cũng có cái điểm dở nằm ở chỗ đó, rất là kỹ tính. Long là người nói chuyện với phụ nữ là tương đối nắm bắt tâm lý, nói chuyện là tương đối trôi chảy. Bạn gái bên này thì rất là dễ thương, có lẽ là bạn Long là sẽ cảm thấy phù hợp. Rồi bạn gái đưa hình cho người thân mình coi thì sao? Em có đi với một chị đồng nghiệp mà cũng là bạn thân của em luôn ạ. Theo em thấy thì cái anh bên đây á, đúng là người cái mẫu người của gia đình á, cũng kỹ tính, cũng hợp với bạn của em. Với lại anh cũng có nghề nghiệp ổn định, thì bạn em xa quê cho nên cũng muốn tìm một người nào đó để cho lo lắng cho bạn, để bạn ổn định được cuộc sống ở trên Sài Gòn. Theo em nhìn á, em đoán chắc anh này tầm khoảng 37-38, không biết đúng không. Em thấy thì anh cũng còn trẻ. Cũng còn trẻ. Thấy đẹp trai không? Theo em thấy đẹp rồi đó. Bé bạn em không biết nó có chịu không vậy đó em. Rồi cảm ơn hai người thân. Chúng ta cho hai người gặp mặt đi. Bây giờ nói qua nói lại. Rồi kéo màn lên. Nghiên cứu kỹ có cái gì thắc mắc nữa nha. Dạ anh chào Tuy. Dạ. Chắc tôi được lần đầu là biết em. Dạ. Mày chắc bị chơi à. Cái này là một bộ hộp đựng mứt hay đựng kẹo gì đó. Nếu mà mình thích thì mình đựng, có thể đựng vàng, kim cương gì cũng được. Dạ em cảm ơn anh ạ. Tặng cái hộp này cất rồi mai mốt rồi hẹn hò đó, yêu nhau rồi cái anh cứ việc anh tặng nhẫn vàng hộp xoàn bỏ vô đó, bỏ vô. Dạ, dạ. Vô cái dù tuổi đi để coi hợp nhau không. Thì đúng. Nè bây giờ chị 39 tuổi đó, đó chị đón ảnh đi nhiều. Thôi nữ với nam mà chị. Lên 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 đi. Lên lên. Anh 30 đó. 30 cách đây 20 năm đó. Giống như bạn em đoán, khoảng 35-37 tuổi. Anh thì sinh năm 79. Dạ. Đấy, chính là mới 37 tuổi thôi. Dạ. Anh suy nghĩ về tình yêu á như thế nào? Đơn giản là khoảnh khắc thôi. Còn tình yêu mãi mãi thì anh thấy nó cũng không, anh không tin lắm. Nhưng ủa? Mà những cái khoảnh khắc mà nó tạo nên cái tình yêu á là nó sẽ là làm cho mình nhớ mãi. Vậy là sau đó mình sống với nhau vì gì? Vì... có thể là nhiều tình, tình đồng chí, tình bạn, tình ở trong đồng đội. Nó từng giai đoạn vậy thôi. Cũng lạ nha. Có lẽ là trong cái khoảnh khắc nhất định thôi. Còn sau này ở với nhau là do trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận. Dạ chắc vậy. Em muốn hỏi anh á, anh có phải là người hứa nhiều mà không làm không? À anh không hứa. Cho nên anh không có làm gì hết. Có đúng như vậy không anh? Không phải, vấn đề là mình làm thôi. Chứ còn hứa thì anh không có thói quen hứa. Bây giờ mỗi người nói một câu thật là tình cảm, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Thì lúc mà chị Tường có miêu tả thì mình có vẻ sơ ra thì mình thấy cũng gần giống rồi đó. Anh thích nhất là cái nụ cười tươi. Dù có thể là không có xinh lắm nhưng mà nụ cười nó phải tươi. Nó thể hiện con người mình lúc nào cũng tự tin vui vẻ. Thì anh cũng hơi bất ngờ là cái tuổi của em là anh trẻ hơn cái tuổi tí. Anh mong là mình sẽ có những cuộc hẹn tiếp sau cái chương trình này. Anh thì chắc chắn bấm nút. Còn nếu em mà không bấm thì anh có anh bấm giùm. Đây, nút bấm. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3 Đúng rồi chưa? Đúng rồi. Như vậy là cả hai cũng bấm nút rồi ha. Rất là vui. Là hãy nắm tay nhau. Thấy cảm giác thế nào? Dạ, em hồi hộp ạ. Đây là chiếc vé xem phim. Hy vọng là hai người sẽ có thời gian
tìm hiểu nhau kỹ hơn. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, tại tất cả các hệ thống của áo cưới Allen, nếu như các bạn tiến tới Hùng Nhân. Nào, người bạn gái xin chim đi. Còn anh dạ xin phép là anh có mấy mối tình à? Dạ, cái anh này là tôi thắc mắc lắm nha. Từ nhỏ đến lớn giờ thì em chưa có mối tình nào cả. Dạ. Con gái đẹp thì có bồ ở trên nè. Còn gái xấu nhiều khi mình không để ý tới. Mời bạn nam. Wow. Gì vậy? Gì dễ vậy? Dễ thương, dễ thương. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ hai người an tọa rồi ha. Anh có thể giới thiệu sơ lược về lý lịch trích ngang của anh. Dạ, kính chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể các quý vị khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên Ngô Thanh Hải. Dạ, 36 tuổi. Dạ. Ai cũng cười trời. Gì mà giới thiệu mà dưới mọi người cười dữ vậy. Cười trời. Thấy mình cũng không theo nữa. Con thứ ba gia đình cũng là con út. Dạ. Nhà em ở đầu Amata, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa. Em đang kinh doanh pizza. Dạ. Dễ thương. Rồi mời bạn gái. Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Hồng Phan, năm nay 33 tuổi, hiện là điều dưỡng của Trung tâm Y tế Dự phòng của 11. Quê bạn ở đâu? Dạ em ở thành phố chị. Trước giờ bạn có được mối tình nào chưa? Dạ có một rồi chị. À tuổi này là người ta là cũng có con bồng con bế rồi đó. Dạ đúng chị. À mà mối tình của bạn chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng khoảng 2 năm rưỡi rồi chị. Mình đã thật sự muốn lấy chồng chưa? Dạ rồi chị. Dạ rồi ha. Dạ. 33 tuổi là lấy chồng là được rồi đó. Dạ. À bên kia người ta có một mối tình anh. Dạ. Còn anh dạ xin phép là anh có mấy mối tình à? Dạ. Cái anh này là tôi thắc mắc lắm nha. Từ nhỏ đến lớn giờ thì em chưa có mối tình nào cả. Dạ. Nói chung là cuộc sống cũng khó khăn. Đâm ra là em lao vào lo làm không à. Chưa có mối tình nào hết. Vâng. Còn... có để ý ai chưa? Để ý thì em để ý nhiều lắm anh Quỳnh. Dạ. Để ý nhiều lắm hả? Vâng. À, như vậy là mình hình như chưa có duyên thì phải. Vâng vâng. Với cái là em cũng hơi nhát nhát á. Đâm rồi. Ra là khi mà thích người này người kia á thì em thầm để trong bụng không à. Em không có dám nói thích mấy. Ta để trong bụng hả? Sợ cái gì mà không dám nói. Con gái đẹp thì có bồ ở trên nè. Còn gái xấu nhiều khi mình không để ý tới. À đúng rồi. Nói chứ mình đừng nghĩ xấu đẹp gì đây. Quan trọng là cái tâm hồn và nó hợp tính nhau hay không thôi. Cái người bạn đời của anh phải như thế nào? Thứ nhất á, gần nhà thì nó tiện với cái việc qua lại. Gần nhưng mà khoảng chừng 5-70 cây, nghĩa là em chạy qua chạy lại được. Để mình còn biết nhau rồi. Có gây lộn cái lộn thì còn chạy về bên nội bên ngoại nó còn dễ, nó tiện hơn. Không, cái này là em tính với cờ xa. Dạ, chứ còn gì nữa anh? Sống thì phải có tình có nghĩa một chút. Dạ. Trang điểm đừng có lòe loẹt quá. Rồi cao thấp mình cứ cỡ 1.5 mét đổ lên là được rồi. Dạ. Anh có hình tượng nào mà anh yêu mến mà thần tượng xưa giờ không? Chị Cát Tường cũng là một người đẹp. Trời. Cảm ơn bạn nha. Không biết sao mà nãy giờ thấy bạn nói câu nào với vỗ tay rần rần. Làm ông tò mò quá. Nhưng mà để tôi phải hỏi chuyện bạn nữ tôi vài câu rồi tôi qua tôi nhìn mặt bạn nha. Dạ. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ, điểm mạnh của em thì là biết nấu ăn. Những cái việc dọn dẹp nhà cửa là do em thích làm hết. Là do em làm được hết. Biết quan tâm, chia sẻ. Còn điểm yếu của em là em hay quên. Nhiều khi là chuyện vặt em cũng hay quên. Rồi em sống rất là quy tắc. Quy tắc là sao? Ví dụ? Đề ra một cái chương trình gì đó hoặc là cái công việc gì đó em phải làm đúng cái quy tắc đó. Dạ, chứ em không có làm khác được. Có nghĩa là việc theo kế hoạch. Dạ, cụ thể. Bây giờ nếu mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là chắc phải 1 năm nữa chị. 1 năm ha? Dạ, đúng rồi. Mình muốn một người bạn trai như thế nào? Là có đạo. Có đạo không anh? Có đạo không anh? Có. Có. Rồi, rồi, rồi. Được. Tiếp. Thứ hai nữa là chín chắn. Thứ ba nữa là biết vun vén cho gia đình, quan tâm, chia sẻ và chung thủy chị. Nhất là không có bạo lực trong gia đình. Cái điều này mình không thích ở người bạn trai là hút thuốc, cờ bạc. Có cờ bạc không? Có, không? Có mà tèo tèo. Có tèo tèo. Có gì nữa không? Quan tâm tới cuộc sống bên ngoài mà nhiều khi là đua đòi với bạn bè ấy chị. Lo cho ở bên ngoài nhiều hơn cho gia đình. Dạ. Về ngoại hình? Cao trên 1m65 là được chị. Bây giờ ý kiến mình nói như vậy. Ví dụ gì mà cười quá vậy? Anh thấy đáp ứng nhu cầu được không? Những cái nhu cầu đó hầu như là em là có. Có hết. Cơ bạc? Em thì cũng có nhưng mà ít lắm. Nghĩa là nhiều khi bạn bè rủ chơi ví dụ 1 tiếng hay nửa tiếng chơi rồi bồn vậy thì em vẫn chơi. Ủa sao nãy mọi người cười dữ vậy? Ủa?
Thì chuyện ta tự nhiên mà hỏi chi vậy? Ủa mà hỏi nữa nè, có bạo hành gia đình không? Chắc em không có đâu, cái đó là em thương vợ thương con lắm. Em là một người sống có tình có nghĩa, thích giúp đỡ người khác. Đâm ra là em cũng bị hại nhiều lắm chị. Ủa tin người lắm hả? Cứ thấy nghèo khổ thì có thể em giúp đỡ. Mới nói với anh Linh nè, bữa giờ chị Tường làm ăn khó khăn quá trời luôn, lỗ quá trời lỗ luôn. Anh có dư tiền không cho không? Cái đó nếu mà trong cái khả năng của em thì cũng có thể. Thiệt luôn á hả? Vâng. Anh tuổi con gì? Em hả? Khỉ. Khỉ mà tưởng lăng quăng chứ. Được rồi. Thôi trước rồi tiếp tục. Chị thương lắm à. Anh cao mét mấy? Giao vô cao mét 64 nè. À. Lựa màu cũng được quá ha. Cũng nổi lắm á. Tin mà gì? Tin hả? Vâng. Định bao lâu nữa thì có thể tiến tới hôn nhân được? Cha mẹ thì cũng hối nhiều lắm. Nếu mà hợp thì càng nhanh càng tốt. Một năm được không? Chắc em nghĩ được. Cũng hơi ái ngại, khỉ khò. Hơi ái ngại. À, hài hước, dễ thương, vui tính. Nóng tôn ngồi không vậy, chị có coi phim đó không? Đâu khỉ mà chị, tôn ngồi không à. Dễ thương. Anh ở Đồng Nai hả anh? Vâng, em ở Đồng Nai chị. Mình về Đồng Nai làm dâu được không? Nếu mà anh thu xếp cho em công việc ổn định trên đó em sẵn sàng chị. Ồ, hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với một người bạn thân. Dạ chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em là bạn thân của Hải. Thân cỡ nào anh? Thì từ nhỏ đến giờ là. Vậy là anh cũng tuổi thân luôn đó ha anh. Dạ. Anh thấy chị này sao ạ? Như hai bạn chia sẻ lúc nãy thì em thấy có nhiều điểm hợp với nhau. Và với cái tuổi này thì em nghĩ lập gia đình thì nó chứng chắn hơn, nó suy nghĩ kỹ càng hơn. Bạn nữ hôm nay có đi với ai theo ủng hộ mình không? Có đi với là một bé trong cơ quan chị. Dạ em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Rồi em nhận xét như thế nào về anh thân và bệnh bệnh? Em thấy anh cũng vui vẻ, hài hước, có sự thật thà. Mà anh cho em hỏi nha, anh hài hước vậy anh có hay chọc ghẹo người khác không? Sống với nhau gần nhau á thì anh chọc ghẹo vui thì hầu như là nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về nam nữ á thì anh cũng tế nhị lắm, anh không có dám bua xua. Chỉ nói vậy thôi. Có giới hạn đúng không? Vâng, vâng. Tại vì chị em á có khuyết điểm á là hay mắc cỡ, cho nên nếu sau này mà hai người có tìm hiểu nhau á thì đừng có chọc nhiều tội nghiệp á. Không, cái đó là anh muốn tạo niềm vui cho cái người bạn của anh. Thì anh ở Đồng Nai á, công việc của anh có thể thu xếp trong khoảng cuối tuần á để chạy lên Sài Gòn trong thời gian tìm hiểu nhau nếu hai nói người. Nói chung là hiện bây giờ từ Đồng Nai mà lên Sài Gòn á thì một tuần bình khoảng chừng 2-3 lần. Khi mà mình có một người bạn gái á thì mình muốn chăm lo cho cái người bạn gái mình đi xa hơn nữa, buộc phải hy sinh thêm một tí nữa, có thể một tuần lên 4-5 lần. Wow, được. Thôi ở luôn đi. Không, chắc là tại vì cái sự nghiệp mà là ở dưới Đồng Nai. À, rồi được rồi, để anh qua anh coi mắt bên kia thế nào ha. Gái này nãy giờ người ta đứng hình luôn rồi. Thông báo cho. Ồ, dễ thương quá. Anh này vui vẻ, dễ tính lắm. Dạ. Ha. Có đạo thì rất là tốt, tại vì em muốn một người có đạo. Nói chung là hiền lành rồi, thì cũng hơi nhút nhát. Thầy ngồi đây đây có Quỳnh Linh, không có ai chắc cũng nhút nhát lắm anh hả? Thôi, hai bên gặp nhau ha. Rồi sẵn sàng. Kéo màn lên. Thôi hồn. Thôi hả, rồi chuẩn bị. Mời anh, tôi qua kia. Chào anh. Chào bạn. Anh có gấu gửi tặng em. Dạ, rồi, em cảm ơn anh. Dạ. Em thấy anh sao? Dạ, cũng được. Nhìn mặt thì rất là hiền. Tính anh cũng vui vẻ hoạt bát lắm. Dạ. Nói chung là trong cái vấn đề kinh doanh mà mình phải vui vẻ hoạt bát thì nó sẽ có khách. Dạ. Chứ nếu mà mình mà cứ buồn thì nó không hợp lệ lắm. Dạ. Thì em cũng thích là một người là cũng vui vẻ, nhưng mà mình đừng có đùa giỡn quá trớn. Nhiều khi người ngoài người ta đánh giá không tốt. Sau này ví dụ như lấy nhau về, anh nghĩ sao về bữa cơm tối của gia đình? Trong một ngày mình làm nó sẽ có mệt nhọc, khi mình về mình ăn cơm tối với gia đình nó sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc đó hơn là khi mà mình ăn lang bang ngoài. Tại vì công việc của em thì làm buổi sáng, chiều em mới về. Nhiều khi em muốn là gia đình sẽ có một bữa cơm tối, chỉ sợ người đó là bận rộn, không ví dụ như là vợ con đang đợi ở nhà đó, đang đợi ăn cơm, mà chồng thì lo bạn bè hoặc là lo có cái cuộc vui chớn gì ở ngoài đó, rồi nhiều khi là dẫn tới cái nguy hiểm, tai nạn nữa. Anh cảm nhận được là cái em nói, nhưng mà cái công việc á thì nó chỉ có cái mức độ thôi, còn cái gia đình á là một cái trụ cột của gia đình mình. Đâm ra là mình phải vun sới lên để cho nó được dài lâu hơn. Anh chỉ biết nói vậy thôi. Em cũng nghĩ như vậy. Rồi kế hoạch phát triển kinh tế, sinh con cái thế nào? Hai bên phải hợp tác mới được. Chứ còn bây giờ nhờ một bên tiến bên lui thì cũng bó tay. Dạ. Sao tính sanh mấy đứa? Là em tôn trọng bạn chơi của em ngày hôm nay thì chơi gì bạn nào chơi. Em tôn trọng người ta, nghĩa là
cho tự quyết định, miễn là con của mình được rồi. Còn nam hay nữ thì hai ba người gì cũng không quan trọng. Ta tiến anh lui sao tao quyết định được? Không, em thì nãy giờ em nói là ý là em tiến rồi đó. Vâng. Giờ anh hát bài tỏ tình cho cổ nghe sao để cổ tiến lên luôn đi. Thôi giờ có mặt ở đây thì em xin đứng lại. Đến một cái điệp khúc bài của Đức Huy, bài Con Tim Đã Vui Trở Lại. Rồi, nhìn cô gái ấy hát, đứng sát bên luôn, tiến tới tiến lui. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Có gì không ạ? Đó. À, để tay mình bấm với anh. Nhanh nè, 1. Em bấm luôn cho rồi. 2. 3. Tao bấm mà không dặn dặn. Bấm luôn rồi. Chung cũng muốn vợ lắm rồi, đúng không? Hai người nắm tay nha. Không, hai người rất dễ thương ha. Mong rằng hai người sẽ có tình vui sớm như chúng tôi. Đây là những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có một không gian và có thời gian thật là lãng mạn để hiểu nhau nhiều hơn ha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Nắm tay. Đây đây còn con gấu nữa nè. Nắm tay bạn ơi. Rất đẹp trai. Thank you. Phong Trần. À, ngầu hả? Đeo kiếng vô cho ngầu nữa ơi. Em đeo kiếng vào thì nó hơi giả nhau một chút. Vậy đó. Đó. Đẹp trai. Bạn tên là gì? Thank you. Em quen quen là hình như chơi chương trình trong bạn có thực tài nè. Dạ vâng. Tuyền, Tuyền đúng không? Dạ vâng ạ. Bắn Ngọc Tuyền. Dạ vâng. À, nhớ rồi, chàng trai rất là nhiều tài lẻ. Dạ vâng. Đàn ca sướng hát. Bắn Ngọc Tuyền năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À, chào em, tên là gì? Dạ, chào chị, em tên là Từ Nguyễn Uyên Di. Dạ, em 19 tuổi. Cái gì? Dạ phải, cách đây 10 năm. Cũng chơi, tôi nữa. Dạ. Ô, nói chung là em quá trẻ. À, hiện giờ em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở một cái công ty chuyên về sản xuất mực công nghiệp. Bạn Tấn Ngọc Tuyền, nghề nghiệp của bạn hiện nay là gì? Em là giảng viên về âm nhạc và vũ đạo. Tôi bạn sáng tác hả? Dạ vâng. Hay là dạy đàn? Cả sáng tác, cả dạy đàn và dạy nhảy. Hôm nay tôi hào hứng trong người quá à. Thôi bây giờ là tôi muốn khai thác bạn nữ. Hiện tại giờ công việc chính của em á, em làm cái trách nhiệm vụ gì trong cái công ty của em? Dạ thì làm trong phòng kinh doanh công ty của gia đình. Trước khi mà em làm việc cho cái công ty của ở gia đình mình á thì em làm việc ở đâu? Dạ em học bên Úc chị. Ủa, ở bên đó bao lâu? Dạ được 8 năm rồi chị. Em về đây được bao lâu? Dạ cũng được vài tháng, em về hồi tháng 3 á chị. À là chị có mới về Việt Nam dạ. Mấy tháng này mới về đây sao biết chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mà đăng ký tham gia? Dạ đầu tiên thì ba má em coi á anh Linh, ba má em kêu vui lắm vui lắm, nhưng mà ba mẹ em không có nghĩ là em sẽ đăng ký. Cái đến khi mà em đăng ký thiệt là ba em xìu hẳn luôn. Ba em còn tặng em tập khẩu trang nữa, kêu là trời ơi đi nhớ đeo vô nha má, không bên kia bấm nút thì đeo khẩu trang về cho nó đỡ dùng. Trời ơi không, em yên tâm dùng. Đi cái khẩu trang của ba em chắc không có sử dụng được đâu chị, mà nhìn em chứ còn chịu không nổi nữa mà. Anh nói Tăng Ngọc Tuyền nghe nha, cô bên kia rất là lanh nha, học ở Úc 8 năm nha. Bây giờ bạn có thể giới thiệu sơ cho cô bên kia biết nè, bạn dạy âm nhạc sáng tác nhạc này kia, mà bạn có ca khúc nào về tình yêu chưa? Dạ có rất nhiều. Ví dụ bạn hát tặng một ca khúc về tình yêu cho bạn kia bên kia đi. À, của em hay là của người khác? Rồi bây giờ tôi yêu cầu lãng mạn nhất đó. Okay. Hoài không cần biết, vỗ tay. 2, 3. Từ khi quen em anh đã biết vui rồi, vì những lúc thoáng nghe em cười anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thiết tha cho lòng đắm say, cuộc tình ngờ dài lâu ngu sâu vòng tay êm ái. Bây giờ trong người em cảm giác trên khi như thế nào? Thấy rất là tò mò. Mà có thấy cảm thấy sự phấn khởi trong người không? Chị hỏi em ngại quá. Không, không ngại chứ chị là chị thấy phấn khích trong người lắm. Trời ơi em muốn giếng màn em coi liền luôn. Không có được, không có được. Tôi xin hỏi là Phan Ngọc Quyền đã trải qua
khoảng mấy mối tình rồi? Năm. Lý do tại sao? Hai mối tình đầu là do non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm. Rồi mối tình thứ ba là khi đã chín chắn và tìm được đối tượng nhưng lại không biết quý trọng. Thứ tư là tuyệt đỉnh tình yêu nhưng thời gian và địa lý chia cách. Thứ năm là lúc đó em tự lừa dối bản thân, tức là bởi vì em muốn tìm lại hình bóng đó và em yêu một cách là giống như kiểu là một cái sự thay thế. À, tức là bạn nghĩ bạn chọn ra cái hình bóng của người trước để chọn người yêu. Người ta biết được, người ta bỏ bạn luôn đúng không? Dạ vâng. Đó là sai lầm, vẫn là em. Lần thứ 6 chắc có lẽ mình rút kinh nghiệm nhiều hơn đúng không? Đúng ạ. Bây giờ mình xác định cho kỹ đi, đối tượng của mình phải là người như thế nào mới hợp với bạn? Chỉ cần phong cách phương Tây một chút. Đó, mình rút vậy. Rồi em không thích điều gì ở người phụ nữ? Nói nhiều. Nói nhiều. Còn gì nữa? Em có tật xấu gì? Em có rất nhiều tật xấu. Lăng nhăng. Hả? Cái gì vậy? Nếu mà có người yêu sắp tới là bỏ nha. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức. Rồi, còn tật xấu gì nữa? Dạ, bởi vì em nghệ sĩ cho nên thỉnh thoảng em rất hay quá trớn trong việc đùa cợt. Hơi khùng khùng đi điên khùng chút khùng đúng khùng không? Điên, nghệ sĩ nào cũng tính vậy thôi. Vâng. Nói chung là từ từ là thay đổi. Ha, rồi còn gì nữa? Nóng tính. Gì? Em có thích người yêu của mình là một nghệ sĩ không? Dạ, chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ thử nghĩ coi. Tự nhiên cái nó tắt luôn cảm xúc. Chị sao? Tự nhiên... Nghe chữ lăng nhăng. Dạ, lăng nhăng á chị. Lùng bùng lỗ tai luôn. Nó đè một cái bẹt, em bẹt tí luôn. Không sao em, tại vì á, hồi đó giờ cái anh này anh quen những người khác, mà mấy người đó toàn là đu đeo thỏa ảnh cho nên ảnh mới lăng nhăng. Bây giờ em làm sao mà em phải lật kèo lại cho chị? Em đừng có xúi người ta lăng nhăng đi nha. Em tự nhận xét em là một người như thế nào? Rất là khó chịu. Ai mới gặp em cũng kêu em chẳng hết trơn á. Cái mặt như cái bánh mâm bánh bèo vậy á. Bèo đó, bánh bèo. Nhưng mà nếu mà tiếp xúc mà chơi lâu dài thì mọi thứ thay đổi. Nói chung là khác hẳn. Em rất là thương bạn bè. Thì nếu mà chơi được thì em sẽ rất là hết lòng với bạn bè. Em nói nhiều lắm. Dạ em ghét. Rất là thích một cái người đàn ông là... Thích người đàn ông gì em? Dạ cá tính mạnh. Bên đây cá tính lắm. Nó cũng thật. Em không thích cái gì ở người đàn ông? Dạ lăng nhăng. Nóng tính. Người đàn ông mà giống như là nhu mì chút xíu thì vẫn dễ chịu hơn. Không phải là nhu mì mà là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Em yên tâm đi, nghệ sĩ cứng đầu lắm em ơi. Nó khùng khùng. Khùng thì em không sợ, chị khùng thì em còn khùng hơn. Đúng rồi, nó vậy. Quá, để tôi coi coi. Dễ thương quá là. Ủa cái này khùng được à nha. Cặp đôi này hấp dẫn à. Bên đây cũng khùng, bên kia cũng khùng nữa. Nói chung á là khùng dễ thương, mình nói vậy thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng cô bên kia cũng cá tính giống như em vậy. Nhưng vấn đề là hai bên sẽ kềm chế với nhau thôi. Hai bên kiềm chế. Rồi. Ủa bữa hôm em thì kềm chế chút xíu em sẽ hỏi người kia, anh đâu biết đâu. Bao nhiêu tuổi chị quên rồi? Kìa. Bao nhiêu tuổi chị quên? 30 tuổi. 30 hả? Bên đây 29. 29 gặp 30. 29 30. Trời ơi. Em nhảy hay hơn chị. Được không? Em hát hay hơn chị. Dạ, còn gì nhưng nữa? Mà diễn chưa chắc em diễn bằng chị. Bây giờ mình tiếp cận người đẹp, mình chinh phục người đẹp bằng một trái tim chân thành. Dạ. Bỏ cái diễn xuất qua một bên đi. Đúng rồi. Rồi. Mở màn lên là phải tập trung chuyên môn nha. Đầu tiên tôi nghĩ rằng bạn gái. Dạ. Có, em đi có đây, gia đình với mình đây đi theo không? Dạ, em đi với bạn em. Bạn đâu? Dạ ngồi dưới. Dạ chào chị. Hồi nãy giờ em thấy được hai bên đúng không? Em thấy dạ bạn thấy rồi. Kia, bạn gái kia có phù hợp với bạn gái của mình không? Em không phải chị Di cho nên giờ kêu chọn cũng không biết là phù hợp hay không nữa. Nhưng mà theo nhận xét của em thì người bạn trai bên Bỉnh có dễ thương không? Thấy cũng dễ thương, lãng tử. Nhưng mà thấy lăng nhăng là phải đánh dấu chấm hỏi thiệt là lớn rồi. Trời. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở màn lên để cho anh chị sẽ gặp nhau và nói chuyện với nhau. Ngồi xuống đi em. Dạ. Từ từ bình tĩnh, đừng có vội. Chuẩn bị, màn đâu kéo lên. Rồi chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Mời hai bạn. Wow. Anh làm quá. Rối rồi, bối rối rồi. Chắc luôn. Anh rất thích những cô gái có phong cách phương Tây. Gì vậy trời? Thực ra nói rằng anh lăng nhăng thì
Không hẳn, mà chẳng qua do anh yếu đuối trước những cám dỗ. Giống như là giống như anh Tiết Cương nói là anh không có bắt cá hai tay mà một tay anh bắt hai con, anh bằng nguyên cái rổ anh hứng cá vớt cá luôn. Anh là một người thích phiêu lưu, như vậy chắc chắn anh là một người thích vượt qua thử thách. Khi anh thấy thích một vấn đề gì đó, dù nó khó khăn hay nó có nhiều cánh cửa, anh cũng sẽ cố gắng chứng minh anh là người giỏi nhất và xứng đáng có được nó nhất. Em có giống như vậy không? Nếu em cảm thấy mà anh làm đúng thì em sẽ ủng hộ. Dù em có bấm nút chọn hay không, anh cũng sẽ nắm lấy cơ hội này. Anh suy nghĩ cho kỹ nha, em nói nhiều lắm. Nói nhiều lắm luôn á. Anh cũng rất lăng nhăng. Thì em có quyền không bấm nút không anh? Đúng. Rồi, chúng ta trở về vị trí cũ. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Nếu như bạn đồng ý hẹn hò thì bạn sẽ nhấn nút. Nếu bạn không đồng ý thì bạn không nhấn nút. 1 2 3 à, rồi, bấm rồi. Bấm hơn nút luôn rồi. Đó, tôi thấy rồi, cái người mà tỏ vẻ là thể hiện quá thì cái người đó bao giờ cũng yếu đuối hết trơn á. Cái người ta bình tĩnh, người ta nhẹ nhàng, người ta giấu vào trong. Tôi xin hỏi bạn nữ, bạn nghĩ gì về bạn trai đối diện với bạn? Dạ thú vị anh. Thú vị? Dạ. Cũng khùng khùng. Anh thú vị có nghĩa là... Thôi bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. À, chúc hai bạn sẽ quản lý được cái khùng của nhau. Hả? Ôm nhau luôn đi. Với em thì anh cần người nữ hơi sống thật nhẫn tâm. Với tóm lại là như vậy là cũng được rồi. Được mất nó khó nói quá. Hy vọng là những điều tốt đẹp sẽ đến với cặp đôi khó hiểu này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ màn xuống. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Linh và tất cả các bạn trong trường quay ạ. Bạn ngồi đi. Em xin tự giới thiệu về mình, em tên là Diễm Kiều, năm nay em 26 tuổi. Rồi, rồi Diễm Kiều 26 tuổi. Xin mời bạn trai. Rồi em gửi lời chào anh Nguyễn Linh ạ. Em tên Tường, gửi lời chào quý vị khán giả. Tường trong chữ Cát Tường chứ không phải là Tứ Đỗ Tường. Cái gì vậy? Đó. Chào chị anh Linh. Dạ, quê em ở Đồng Tháp, em đến từ Đồng Tháp 10. Nữa hả? Tới nữa hả? Lo. Rồi, Tường. Dạ. Dạ. Tường bên đây. Ủa, vậy hả? Chừng nào nó cắt tường đây là rồi, tường. Rồi. Này Minh Tường, Phạm Minh Tường. Phạm Minh Tường. Dạ. 20 mấy tuổi? Dạ, em 28 tuổi. 28 tuổi, từ Đồng Tháp 10. Bạn lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em lên từ năm 2007. Bạn làm gì trên đây? Dạ, hiện tại thì em làm bên lĩnh vực kinh doanh hóa chất. Rồi, bạn làm kinh doanh về hóa chất. Mình nói về công việc của mình một chút xíu. Hiện tại em là nhân viên phòng kiêm luôn kế toán kho chị. Kế toán kho. Chị thấy em rất là xinh, rất là duyên dáng. Xinh cũng có cái khổ của xinh lắm chị. Khổ sao em? Em nghĩ em không có người yêu thì có hai lý do. Lý do thứ nhất là tại em nói với người ta là em chưa có người yêu thì không ai tin hết nên không ai dám theo gậy em hết. Còn lý do thứ hai là có lẽ như nhìn em có vẻ hiền như vậy nhưng mà khi mà đụng chuyện thì em rất là dữ. Rồi bạn trai bên kia nghe vậy có sợ không? Em thích gì ạ? Sao thích? Em thích nữ cá tánh. Nữ mà chỉ cần nói nhiều một tí, dễ thương một tí, một chút dịu dàng thôi là em đã thích. Ủa sao bạn thích mà bạn nữ nói nhiều một chút? Thực ra nói nhiều là một phạm trù triết học đó anh ạ. Nói nhiều nó còn là một phương pháp trị liệu có lợi cho sức khỏe nữa. Khoa học đã chứng minh là người phụ nữ sống trường thọ hơn người đàn ông ở chỗ là họ nói nhiều. Người đàn ông buồn cũng im lặng, mà vui họ cũng im lặng. Họ nén cảm xúc trong lòng, trong đầu, từ đó dẫn đến stress và chết. Còn người nữ thì họ dù buồn hay vui họ cũng có cái để nói. Mà càng nói thì cảm xúc càng giàu dạt.
họ có thể diễn tả tỉ mỉ chi tiết những vấn đề đã sẽ và thậm chí chưa gặp. Trời ơi. Với em thì em cần người nữ phải sống thật nhẫn tâm, thật thà trong tình bạn, mà nhẫn nại chịu khó và có cái tâm trong công việc là được. Trời nói chung trời. Là sống thật nhẫn tâm. Chơi chữ nữa làm ở đây người ta hết hồn à. Bạn trai nói như vậy nhưng bản thân em giới thiệu về mình những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ hầu hết em chỉ có ưu điểm thôi chứ em không có khuyết điểm. Rồi. Tại vì tất cả mọi người đều nhận xét như vậy. Những người đã từng theo đuổi em hoặc là những người bạn của em nói là nếu như mà quen làm bạn gái thì không nên quen em, nhưng mà nếu quen để làm vợ thì nhất định phải quen em. Tại sao vậy? Thì tại vì bạn gái thì em đòi hỏi đủ thứ, đòi hỏi người yêu phải không cái này không cái nọ, thì người yêu sẽ cảm giác như là không thoải mái, không có thể tiến xa được. Nhưng mà nếu khi mà em là mẫu người hướng về gia đình á, em biết cách lo cho gia đình, biết chu toàn cho gia đình, nên nghĩ là nếu là vợ thì sẽ rất là tốt. Còn nếu bạn gái thì nếu quen để chơi, để làm bạn gái thì không nên quen với em. Bên kia quen cưới hay quen chơi? Trời. Dạ nay chứng chạc rồi chị ạ, chắc cưới. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Đến nay thì cũng trải qua 2 mối tình. Bạn thấy cái khuyết điểm như thế nào mà chúng ta chia xa những mối tình như vậy? Thực ra thì hai đứa thì cũng thương lắm, yêu lắm, mình tới chia tay cũng đau lắm. Nhưng mà em nghĩ là do xa nhau, xa mặt cách lòng anh ạ. Ở đó giờ bạn xuống Đồng Tháp lần nào chưa? Dạ, người yêu cũ của em ở Lấp Vò, Đồng Tháp. Ồ vậy hả? Đây dạ. Bên đây người yêu cũ ở Đồng Tháp nè, bạn quen người đó bao lâu? Dạ, em quen 5 Đừng năm. Đừng nói hai người gặp nhau 5 năm cũ nha. Dạ. Rồi tại sao mình chia tay? Dạ, hồi lúc mới quen nhau thì ảnh lập nghiệp trên phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà được 2-3 năm gì đó thì công việc không ổn định đó chị, nên về quê, về nhà lập công ty riêng. Thì lúc đó cứ người ta gọi là xa mặt cách lòng với chị, rồi dần dần cái tình cảm nó phai nhạt. Rồi sao không về Đồng Tháp luôn? Khoan nha, để tôi xác định lại coi phải không nha. Dạ. Bạn sao nãy nói có giống mình không? Dạ. Không có lâu như vậy chị. Coi chừng á, tôi sợ là hai người gặp nhau cái mối tình cũ á. Anh đó ở Tháp Mùi, còn bạn em thì ở Lấp Vò. Rồi, về khỏe rồi. Dạ. Không lẽ ta yêu nhau 5 năm ta nghe giọng nhau ta không biết anh Linh này. Rồi bây giờ anh này anh cũng ở Đồng Tháp rồi, như là anh cũng muốn bạn về Đồng Tháp làm dâu thì bạn nghĩ sao? Xa thì cũng là một lý do thôi, một phần thôi, tại vì nhiều vấn đề nên em mới nói là xa. Hồi nãy bạn nói là ai bạn trai mà quen bạn để quen chơi bạn là bạn gái á, người ta lại không chịu vì bạn đòi hỏi nhiều thứ quá. Bạn đòi hỏi cái gì? Cái chuẩn bạn như thế nào? Em không thích bạn trai em xăm hình nè, không thích nhậm tóc lè lẹt nè. Hai chị đừng nhìn tóc em. Rồi còn gì nữa? Rồi em không thích hút thuốc nè, nhậu vô không được lè nhè. Mà em nghe nói hả, con trai miền Tây là nhậu dữ lắm. Anh có nhậu không anh? Anh ít nhậu nhưng mà một lần thì anh nhậu nhiều. Đứng lên đưa tay chân ra coi. Có xăm mình không? Dạ không. Thiệt không? Dạ thiệt. Chuẩn chị ạ. Dưới này có xăm gì không? Dạ không. Có hút thuốc không? Dạ không. Nhậu? Có. Nhậu có. Nhiều ít? Thì một tháng khoảng lần thôi chị ạ. Rượu bia? Có bia rượu thì anh được hết ạ. Bia được mấy chai? Dạ tùy, cũng tùy cảm hứng. Ví dụ gặp bạn thân thì có thể nói là giống như là Tổ Phùng Chi Kỷ, thiên bôi thiểu ngàn ly không sai. Là uống nhiều nhất là bao nhiêu chai? Nếu mà lịch sử của em là uống từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Dạ em lại anh. Trời ơi. Lâu lâu thì mấy lần. Nhưng lần uống tháng luôn rồi còn gì nữa. Thật ra khoa học chứng minh rồi chị ạ. Cách một tiếng mình uống một chai không ảnh hưởng sức khỏe. Em uống thì cách một tiếng mà uống. Mặc dù 8 giờ sáng đến 10 giờ tối nhưng mà em cũng có nghỉ giải lao. Chưa em có nghỉ. Chứ không có liên tục. À, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Không, sẽ hết hồn vậy. Thiếu hài hước lắm. Không, dễ thương, quý luận. Lập luận hài chặt hước, chẽ lập lắm. Lập luận này cũng nhiều bồ lắm nè. Thực tế em rất là đàng hoàng. Nhưng mà những cái điều bạn nữ bên này không có muốn, không có thích, bạn có làm được không? Có đáp ứng được không? Bia rượu thì chắc em chưa bỏ được. Không, tại... em cho nhậu nhưng mà nhậu vô đừng có lè nhè. Anh chứ... chuẩn lắm, em yên tâm. Lúc nhậu xỉn vô làm gì? Em ngủ. Ngủ lấy sức nhậu tiếp đúng không? Dạ. Rồi chuẩn. Nhậu từ 8 giờ sáng 10 giờ tối nhưng mà có nghỉ chính giữa để ngủ là không có lè nhè. Đó là những cái điều là bạn không thích. Dạ. Còn bạn thích cái gì? Dạ. Ở người đàn ông phải biết chăm lo cho gia đình chị, cân hòa cuộc sống giữa hai bên gia đình, rồi phải biết quan tâm đến vợ con, thì bao nhiêu đó là đối với em đã đủ rồi. Được không? Theo kinh nghiệm của em thì tới giờ thì hầu hết những gia đình bên gái rất là thích em, thậm chí chia tay họ rất là tiếc. Em biết lấy lòng người lớn tuổi lắm. À, rồi khuyết điểm? Nghĩ là em có những cái tật xấu như là ham vui chơi với bạn bè, nhậu cũng nhiều đấy. Thôi hạn chế chứ bạn, dạ. Bớt nhậu đi. Và lâu lâu vui nhưng mà khi có bạn gái rồi phải dành thời gian cho bạn gái ha. Để tôi xem bên đây như thế nào nha. Dạ.
Bạn chờ tôi chút tôi coi coi được không, mới gặp mặt chứ không được thôi mình thấy luôn ha. Dạ, okay. Quá được luôn á chứ. Giọng rất là nhẹ nhàng. Dạ em rất là ngọt và nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo nhưng mà hơi dữ đúng không? Đụng chuyện mới dữ anh. Về Đồng Tháp thôi. Dạ nhiều lần rồi mà không biết lần này về có ở luôn không chưa biết. Nhưng mà nếu như mà bắt ở luôn với chịu không? Dạ không. Tại sao vậy? Thì cũng phải nửa ở đây nửa dưới chứ đừng có bắt em ở dưới luôn. Dù có chồng hay nữa nhưng mà em vẫn muốn là cả hai người phải biết chăm lo cho hai gia đình luôn chứ không phải là một gia đình ảnh không. Rủ bên kia bắt về làm dâu sao? Chị thì thôi đi. Không làm dâu hả? Thì thôi đi. Thì thôi đi hả? Rồi bên đó không chịu làm dâu nha. Không phải là không chịu. Nhưng mà nói nửa này nửa kia. Nửa này nửa kia à. Anh Nguyễn Linh này. Tháng cho anh về thăm ba mẹ anh lần. Đường bạn tiêu chuẩn hay đường thường dưới quê hay bắt làm dâu á. Cái ba mẹ em giờ cũng thoáng lắm mà. Thoáng không? Dạ. Chắc là được ha. Dạ. Cái tiêu chuẩn chiều cao mập gầy bạn có không? Dạ em thấy hài hòa cân đối là được không, Tôi thấy bạn buộc. Cũng là một người rất là dễ thương, thật tình ha. Dạ. Rồi chúng ta sẽ gặp mặt. Nào kéo màn lên. Các bạn có 2 phút nhìn nhau cảm nhận về ánh mắt của nhau và quyết định bấm hay không bấm nút. 2 phút bắt đầu. Dạ, anh gửi bó hoa. Dạ, thì anh có mong muốn là mình sau này cũng tương đương với cây hoa sen này, có thể vượt lên khó khăn hướng về phía trước. Bữa sau anh gặp em tặng cho em chai quất tủ, hồng sen tủ. Gì vậy, cái quất vậy? Tặng gửi nhạc phụ tương lai chị. Nãy nói chứ, anh nói nhậu được chứ, chưa chắc là anh với em ai nhậu cho ai. Wow. Em chỉ anh là anh thích người nữ biết nhậu tí, có hai chồng ngồi tâm sự cũng được chị. Hỏi ra quán. Nét mặt của em trong giống như mô tả của Nguyễn Du. Khuôn trăng này đặng nét ngày nở nang. Em có nói nhiều không? Dạ quen em nói nhiều mà không quen em cũng nói nhiều luôn. Dạ. Phải phân biệt giữa nói nhiều với nói quá nhiều nha. Nói nhiều nhưng mà không có nói bậy, nói nhiều mà người ta thích chứ không phải nói nhiều mà người ta nói là nói nhàm. Wow. Bạn nữ cảm nhận bằng nam như thế nào? Dạ em cũng thấy cũng được. Anh thì anh thích nữ nội trợ một tí. Em nấu món cà ri gà là anh khỏi chê. Em có thể nấu được một cái đám giỗ 20 bàn. Vậy là mình mở quán được đúng không? anh có chịu ngọt với nhõng nhẽo được không? Anh thì anh chịu ngọt. Ai lớn tiếng với anh chịu không nổi. Dạ anh ơi chút nữa anh có bấm nốt không? Sure. Xong rồi đó. Xong rồi đó hả? Hai người nói chuyện hợp đấy. Lòng vòng cái câu kết rất là ổn. Ní nụn. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Hợp nha. Anh phải lùn. Đâu cũng cao hơn đó chứ. Vừa rồi. Hai bạn có thể nắm tay nhau để cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Cảm giác sao bạn? Ấm áp. Ấm áp. Có rung động không? Chút xíu à. Từ từ sẽ nhiều thôi. Với những cái bé sinh viên thế này, tôi hy vọng rằng cái rung động đó càng ngày tăng lên. Và biết đâu rung động đó sẽ có một cái ngày rất là đẹp, rất là tuyệt vời dành cho hai bạn và cho những người thực hiện chương trình. Dạ. Em cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rất là nhiều. Chương trình này đã đem đến nhiều hạnh phúc cho mọi người. Dẫn bạn trai về rồi nhà chịu không? Rồi không chịu rồi sao? Dạ không chịu chắc thôi. Rồi. Đây là cái đồ nghề của em. Rõ đầu ta hả? Dạ không, em chỉ sửa máy bay thôi, còn người em sửa không được. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Mời bạn. Em tên gì? Dạ em tên là Oan. Oan. Kim Oan. Oan dạ. Đang làm gì nè? Dạ em đang học đại học năm tư. Năm tư là cũng 22 tuổi rồi đúng không? Dạ. Sao thấy có chút ghét vậy, thiếu ăn hả? Thì sao hôm nay phong cách lại vậy? Bình thường em cũng vậy hả? Dạ bình thường em mặc y như vậy đi học. À. Ban biên tập bảo em là em mặc đồ sao em thấy thoải mái và tự tin nhất. Vậy là tự tin nhất là đúng không? Dạ. Ok, chị sẽ tôn trọng ý kiến của em. Chúng ta thử xem cạnh tay chúng ta ăn mặc như thế nào nha. Xin mời.
Trời ơi, bà. Gì gì mà chỉ chọn tôi dữ vậy? Trung hậu. Dạ, 24 tuổi. À, hiện ra là kỹ sư bảo trì máy bay của công ty Vietjet Air. Bảo trì máy bay. Dạ. Wow, vậy nha. Tức là máy bay hư sửa. Dạ đúng rồi. Hư cũng sửa. Dạ đúng rồi, đúng em là đảm bảo quy trách nhiệm về an toàn kỹ thuật của máy bay. Khi đại học là em học trường đại học Bách Khoa. Máy bay thì đôi khi cũng sống trên mây không à. Chắc thì tụi em làm gì dưới đất không à, không có lên, không có lên. Không có lên trên. Dạ, đúng rồi. Vì sao máy bay đang bay một sửa. Bay đáp lên từ cái sửa lên lên. Hỏi thường thường vậy trời. Tôi xin hỏi cụ thể bạn bảo trì máy bay là như thế nào? Sửa cánh máy bay, đầu máy bay, thân máy bay là như thế nào? Dạ đúng rồi, sửa tất cả máy bay luôn, chẳng hạn ví dụ như là bánh khi mà bị mòn thì mình thay. Vừa rồi thì máy bay rớt cái bánh ra ngoài đó. Bạn bảo trì làm sao? Cái đó không phải của em. Cái ngày mà bạn nghỉ thì bạn làm cái gì? Thì em cũng đi chơi đá banh với bạn bè, với những đồng nghiệp trong công ty. Mà có đủ được bạn bè nhiều thì em đi chơi, đi phượt. Còn em bình thường thì lúc những lúc rảnh rỗi ngoài việc học thì em đi đâu, làm gì? Sở thích của em? Dạ, em thích ăn kem. Gì vậy? Em thích ăn kem. Mà sao? Dạ, em về nhà không mà em ở nhà với mẹ. Ở nhà với mẹ hả? Dạ. Rồi chơi bạn bè đồ đông không? Dạ, cũng đông nhưng toàn tham gia. Hôm nay có ai theo cổ vũ mình không? Dạ, có, rất là nhiều. Đâu, rất nhiều đâu, ai đâu. Nè, dạ. Tôi thấy cái bảng kìa. Cái gì đứa đứa cái bảng đó. Hẹn hò đi quanh. Trời ơi, là sao bất chấp hết là sao đi quanh? Em không biết. Em không biết hả? Mà chị thấy em với nhảnh hồn nhiên quá, đủ tuổi yêu chưa vậy trời? Thấy cái bảng là thấy bên đây mừng rồi. Sao bất chấp hết, hẹn hò đi quanh. Bạn em cũng nói em vậy á. Bạn em nói em sao? Bạn em nói em là chưa chuyển từ con nít qua người lớn. Chưa chuyển từ con nít qua người lớn. Là đang còn lưng chừng lửng đó hả? Trời ơi trời. Hồi đó giờ đã yêu lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Vậy lần này tới đây là tìm cảm giác mới lạ phải không? Lần đầu tiên phải không? Dạ. Mẹ cho không? Dạ mẹ em không biết. Đi tới đây mà không báo cho mẹ biết. Dạ. Đúng không mẹ hả? Rồi giờ hiện giờ đuổi mẹ coi tivi rồi mẹ thấy ngồi trên này rồi kiếm con trai rồi sao? Dạ không sao. Không sao? Dạ. Rồi dẫn bạn trai về rồi rồi nhà chịu không? Rồi không chịu rồi sao? Dạ không chịu chắc thôi. Rồi. Sao thôi? Không chịu mình phải tìm cách nào chứ, giờ không chịu rồi thôi. Dạ dạ đúng dạ. Rồi. Đúng rồi. Rồi. Dạ. Nghe mà thấy sao? Tự nhiên mình yêu bạn gái tới mức mà chuẩn bị cưới xong dắt về tự nhiên ba mẹ không đồng ý bạn. Vậy thôi luôn. Cái này hơi liều lĩnh. Hơi liều lĩnh đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn sở thích của bạn như thế nào về một cái người bạn đời của mình? Về cái nếu mà người đời của em thì em nghĩ là cá tính, thứ hai là dịu dàng, thứ ba là tóc dài, thứ hai là phải biết nấu ăn. Tóc dài biết nấu ăn. Dạ. Là tôi chuyển về BMI, chuyển về tỷ lệ giữa cân nặng và chiều cao. Dạ. Cái gì khó hiểu. Tại vì em học bên kỹ thuật, bên em là hỏi cái gì phải có tiêu chuẩn hết. À. Tiêu chuẩn bạn gái giống như tiêu chuẩn máy bay. Cũng gần như vậy. Vậy đó hả? Dạ. Dạ, cái này khó nha. Tự nhiên mình yêu người nào mà hỏi em đến đo coi chiều cao chiều thấp rồi coi kỹ thuật bò máy móc kia kia rồi sao. Ôi bên đó hơi khó. Giờ nè để bên đây á em khai thác hết rồi bên kia coi được không được trả lời luôn chứ thấy tiêu chuẩn máy bay em đây theo cái nổi rồi máy bay cái nổi đây người ta đi dưới đất không à, ta mang dài chạy bộ đó. Bây giờ bên đó rồi là nấu ăn tóc dài thì tóc dài thì bây giờ một năm sau nó dài được chưa. Bây giờ biết nấu ăn không, nhỏ xíu vậy chắc ăn không có sao nấu được. Dạ không, em nấu ăn rất là ngon. Ủa thiệt không? Dạ. Nấu được mấy món gì? Trứng lộn hay trứng chiên? Em có thể nấu nhiều món. Tại vì em ở trên em ở trọ nên là em có tự nấu ăn đúng đa không? Đa số là em nấu ăn. Rồi bây giờ em muốn cái người bạn trai em là người như thế nào? Em thích con trai nhìn vô hiền hiền chút. Hiền hiền? Dạ. Hiền là hiền sao? Nhìn vô bắt mắt mà mình nhìn vào là mình thấy anh ấy hiền. Bắt mắt lắm. Nhìn vô là hiền liền. Dạ. Cao thấp mập ốm gì không? Em thích con trai cao hơn em. Cao hơn em được, bên kia cũng thích gái lùn hơn vậy là được rồi. Còn cái gì nữa không? Em thích con trai học Bách Khoa. Học Bách Khoa đúng luôn rồi, học Bách Khoa hồi nãy nghe nói học Bách Khoa luôn đó rồi ra học kỹ thuật rồi ra làm sửa máy bay rồi luôn đó nhà. Tóm lại là bạn thấy những yêu cầu của bạn gái thì mình có thể đáp ứng được không? Nghĩ là em có thể đáp ứng được. Đáp ứng được. Nhưng mà cái vụ mà giống máy bay là tôi biết mình kia đáp ứng được không mà nhỉ? Vụ đó lạ lắm à. Chắc khó. Nghĩ là chắc mình, khó. Khi mà yêu nhau thì thể mình những cái khuyết điểm gì mình phải bù đắp cho nhau vẫn được. À, bạn quê ở đâu? Dạ em quê ở Đồng Nai. Đồng Nai. Tôi thấy bạn đeo cái chìa khóa gì mà nó lạ vậy? Dạ cái này là cái đồ dùng của em là khi em đi làm việc cũng như là một người bạn thân thiết em ấy. Mỗi khi em làm đi làm em cầm theo những để sửa những cái hỏng hóc như là sửa nhanh.
Ý là nay mà gặp bạn gái mà con có gì mà sửa mà cái đó luôn. Vậy cũng đúng. Đúng luôn hả? Bây giờ cho nhìn nha, cho nhìn cái trong 2 phút là biết sửa gì cái gì. À, dạ đúng rồi. Trời ơi trời, có đem theo đồ nghề không? Có gì. Coi chừng em pha sửa luôn á. Bây giờ coi chị nè, giờ coi chị có gì sửa giùm chị trước đi, chị cảm ơn nè. Trời ơi cái gì kỳ vậy trời. Ông hạ cánh giùm tôi cái nha. Dạ em hạ cánh thôi. Đây chị. Trời ơi cái gì vậy? Có lắm theo chị. Đây là cái đồ nghề của em. Gõ đầu người ta hả? Dạ không em nè, chỉ sửa máy bay thôi, còn người em sửa không được. Mà đây đâu có máy bay đâu mà đem đây mà sửa. Cái này là đi làm, món đi hay đi học, đi đâu em vẫn lên theo, phải sửa được xem ra nữa. Cứ thấy cái gì còn tròn là dặn. Trời ơi, dám chê cái nào. Dám chê tôi sợ nó chặn cái mỏ tôi lại vậy. Không dám chê. Dám chê con nào luôn. Trời ơi, sao bữa nay gặp toàn hàng độc không? Bạn có thần tượng ai để mình chọn yêu giống giống vậy không? Em thần tượng ca sĩ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm hả? Dạ. Mặt tôi kia giống Mỹ Tâm không? Mình coi thử coi nha. Thần tượng Mỹ Tâm. Bạn có thần nghệ sĩ nào không? Dạ không. Không có. Thích bạn... người thật chuyện thật. Thích người thật thật đúng không? Bây giờ cái tiêu chuẩn bạn ấy đề ra em có đáp ứng được không? Khó. Khó hả? Dạ. Để xem, nhìn nhau biết khó không? Khó mấy cũng vượt qua hết. Bên đó có biết ăn kem không? Bên đây thích ăn kem lắm á nha. Bên đây không thích ăn kem mà thích ăn cà rem được không? Rồi, chuẩn bị. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Mời màn kéo lên. Trời, tôi tưởng cầm cái mỏ lớp chứ. Cầm bó hoa cũng được. Đầu tiên thì em cũng biết là đồng ý không, nhưng mà gặp mặt là cái duyên nên em phép xin tặng bạn. Hai phút bắt đầu. Bạn quê đâu? Em cùng quê với anh ở Đồng Nai. À Đồng Nai. Dạ. Hình như là bạn ăn rất là ngon đúng không? Dạ. Chắc cái dịp nào mình sẽ bếp thử rồi vài món được không? Tôi tiện. Cuối tuần thường bạn thường có đi đâu chơi không? Dạ cuối tuần em về nhà. À về nhà. Là tính cuối tuần đủ đi ăn kem mà về nhà rồi. Chị về quê ăn kem. Ở Đồng Nai không có kem được rồi. Anh có thấy em thế nào? Chú mày rất là hiền. Em không hiền đâu. À, em thích đi phượt không? Thích. Ờ. Nghĩa là khởi làm lên kế hoạch cho cái mùa hè sắp tới mà mình đi phượt được không? Chắc được. À, được. Hết giờ. Mùa hè này em với anh đi phượt với anh Linh. Nha, chắc là đi phượt chứ. Chúng ta để tay vào nút bấm. Và bây giờ có 3 tiếng đếm để chúng ta quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Các bạn lưu ý nhé, sau 3 tiếng đếm nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút ngay, và không đồng ý thì chúng ta sẽ không nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 Quanh đó là bất chấp hẹn hò đi quanh. Ở dưới, đến dưới ta để vậy. Tôi nói chuyện với hai bạn nha. Tôi không biết hai bạn hẹn hò không, mà thấy nhóm bạn của Oanh á ở dưới hồi hộp chờ đợi. Hẹn đi quanh. Mấy cô này muốn hẹn hết trơn rồi. À, đây nè. Mình sửa máy bay. Bạn không phải đãi kem một người đâu mà đãi hết cái nhóm này nè. Đủ khả năng không? Đủ. Được ha. Coi như là tuần này thì đi về Đồng Nai ăn kem. Hè này là mình đi phượt. Đúng. Đi đâu nhớ báo chị anh Quỳnh Linh đi ké. Nha. Okay. Cảm ơn em rất là... Tính cách của em là hơi mạnh mẽ, có thể tự làm được những cái việc mà đàn ông có thể làm. Ví dụ như em xin bình nước 20 lít. Như vậy là ổn rồi. Thấy cãi lộn quá, tôi sợ. Thấy cãi mới tìm ra vấn đề. Không có gì căng thẳng lắm đâu. À, chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Bạn tên là gì? Em là Bùi Văn Phúc. Năm nay 27 tuổi. Hiện tại đang làm công việc là quản lý dự án kinh doanh của công ty BNG. Rồi, mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Vân, năm nay 26 tuổi, làm chuyên viên kiểm định ở công ty Bureau Veritas. Là công ty nó làm về gì em?
Dạ, công ty đó là chuyên về kiểm định đó chị, chất lượng của hàng hóa. À dạ. Rồi, chưa có bạn trai hả? Dạ chưa, 26 năm lỡ từ đó tới giờ. 26 năm chưa có bạn trai? Dạ. Nghi lắm. Có dạ. Được nắm tay trai lần nào chưa? Dạ, muốn nắm lắm mà không có ai để nắm hết. Chưa luôn. Rồi vậy là tất nhiên là hôn là không có rồi cái gì? Dạ đúng, đó xa xỉ rồi chị. Giờ muốn không? Dạ, nếu được thì em làm liền luôn. Bữa nay chị cho em thử cảm giác đó nha. Cảm ơn chị nha. Dạ. Tiêu chuẩn bằng sao mà tới giờ vẫn ế vậy? Tiêu chuẩn của em thì cũng đơn giản lắm. Con trai phải ga lăng nè, phóng khoáng, hơi nghệ sĩ xíu. Nói chung mình nhìn vô thấy có cái chất đàn ông á. Ví dụ bây giờ một hồi mà kéo màn lên, bạn trai bên kia nhào quá ôm hôn bạn liền, bạn phản ứng sao? Nghệ sĩ sống bằng cảm xúc, thấy dễ thương quá đâu kềm được cảm xúc. Ảnh vừa bước tới mà em cũng thấy có mùi là em hư. Có mùi gì? Có mùi ôm là em hư. Tưởng đâu nó có mùi hôi. Nói chung cái gì phải từng bước từng bước. Cũng nói lanh lợi thôi mà. Tại sao đến giờ vẫn ế vậy? Dạ thì do nhớ là cũng hơi khó tính. Thứ hai đó là tính chất công việc không thích quen đồng nghiệp mà gắn trong công ty. Tại vì thứ nhất nó có lý do đó là tình cảm vô ảnh hưởng đến công việc. Rồi, những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình? Thì em chỉ sống có một mình mẹ em với em, cho nên là tính cách của em là hơi mạnh mẽ và có thể tự làm được những cái việc mà đàn ông có thể làm. Ví dụ? Ví dụ như em khiêng bình nước 20 lít, bụp, xong. Khiêng bình nước 20 lít? Dạ. Hèn chi đô quá, bắp chuối không à. Bên kia có sợ không? Hơi sợ đó. Rồi, gì nữa? Em thì em vui vẻ, hòa đồng, với lại thích làm người khác cười, nhưng mà cũng hay dễ làm người khác giận. Cái đó là khuyết điểm hay ưu điểm vậy? Dạ, vừa là khuyết điểm cũng vừa là ưu điểm à. Và em yêu động vật, ví dụ như có con mèo, con chó nào mà đi lạc là em nuôi hết. Rồi, khuyết điểm của mình? Do em mạnh mẽ quá cho nên thành ra là có những tính cách của con trai, ví dụ như là hơi nóng tính nè, rồi lại cũng thỉnh thoảng hậu đậu hay quên. Bạn nghe những ưu khuyết điểm bên đó rồi, bây giờ mình phải nói ưu khuyết điểm của mình để cho bên kia cảm nhận được. Ưu điểm của em là cũng hòa đồng, vui vẻ, cởi mở, sử dụng em đá banh, hay yêu thể thao, tính tình rất là thẳng thắn, nói nhiều. Nhược điểm của em thì nấu ăn dở và cũng hơi nóng tính xíu. Hai đứa nào cũng nóng tính hết trơn vậy. Dạ không, nếu mà ảnh nói thì em sẽ kìm ảnh lại. Em có thích đàn ông nói nhiều không? Ảnh mà nói nhiều thì em sẽ bớt nói lại để cho ảnh nói thôi. Em lắng nghe. Ủa nhưng mà dạ. Em muốn em nói nhiều thì sao? Nếu mà em nói nhiều thì anh phải nhường em. Không, anh muốn cả hai đều nói nhiều hết. Dạ, ai nghe, không lẽ tôi với anh Quyền Linh nghe. Thà như vậy còn hơn là đỡ hơn là hai người không có nói gì hết. Không, anh thích khuấy động lắm ạ. Thử khuấy động thử coi. Dạ, 2, 3, bắt đầu. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào ngồi xuống xòa bên rèm, lầu kín trăng vàng không hối chiếc, khát khao mong niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Ủa, cái lời bài hát này ở đâu vậy? Bây giờ em cũng không hát mày mấy, cũng ngày hát thôi. Chứ biết chương trình thời gian có hạn nên hát câu mở đầu với câu kết thúc hả? Em hơi yếu nhưng mà mình không có để yếu thế. Dạ đúng. Đáp lại liền em. Dạ, bên ảnh hát thì em nhảy. Chơi luôn. Chỉ cần có nhạc là em có thể nhảy được à. Cho một miếng music. But first, let me take a selfie. Yo. Kệ cũng được, cũng chút sôi động được rồi. Một cô gái năng động nha. Đúng rồi, phải mạnh dạn vậy chứ. Xã hội hiện đại rồi, phải mạnh dạn lên vậy ha. Đừng rụt rè. Ông đây hơi rụt rè chút xíu. Không biết giấu hay sao. Để anh coi giấu lại. Giấu gì? Tức là rụt rè thế không? Ta kêu nhảy là nhảy liền. Hơi hiện đại gì đâu nhát. Hôm nay mình đến với chương trình á, mình ấp ủ cái mơ ước mình như thế nào? Dạ, nói chung là đàn ông, đặc biệt á là không tỉ mỉ, không quá đàn bà, đừng có lúc nào cũng bóng bẩy chạy trước, và đặc biệt là không được ăn thịt chó. Không đàn bà quá. Có nghĩa là đàn bà chút xíu cũng được. Ủa không đàn bà là sao em? Là ví dụ như mình quay lại chuyện bình nước, ví dụ như thấy em với lại cái bình nước trống không thì anh phải biết bê bình nước chứ không được để cho em bưng. Ủa nãy em nói là em bê bình nước được mà. Chào chị Cách Đơn. Có ăn thịt chó không? À, thích nuôi chó. Rồi hỏi tiếp nè. Bạn gái bên đây là một người rất là năng động. Em rất là thích man đó. Em có ngại không? Cá tính là em cũng rất là thích. Bạn không thích cái điểm nào ở người bạn gái? Không, nhiều. Sao vậy? Tính của em là hay chọc. Mà chọc một lần chọc, chọc tới luôn. Chọc mà không cho người ta khóc. Mà nói là khóc là em hơi bực bội. Bực bội? Tại vì hơi bị nóng tính. Vậy đừng có chọc người ta. Không biết sao nữa nhưng mà lại thích chọc. Sợ những con gái khóc. Mà con gái khóc là không biết làm gì hết trơn á. Ngồi im lặng vậy thôi.
Im lặng mà trong bụng bực. À, có dỗ nhưng mà không nín. Lúc đó mình mới bực. Thí dụ giờ khóc rồi dỗ. Dỗ đi, dỗ, dỗ sao? À, thôi đừng khóc nữa chị ơi, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa chị ơi. Đơn giản quá, phải nghĩ cách nào dỗ sao chứ. Thì đến mình hỏi là lý do tại sao. Tại anh chọc em, em bực. Anh chọc em như vậy thôi chứ thật sự là chọc cho vui thôi chứ còn... Mà em không thấy vui. Thật sự nhiều lúc cảm thấy hơi quá. Xin lỗi em đi. Mà xin lỗi thì cũng nói được thôi. Okay. Giờ xin lỗi không? Thì... Thôi em xin lỗi chị Đẹp Tường. Có cái lúc đồng tiền giống tôi tha đó. Nói chung cũng dễ thương. Cũng được. Theo tôi thì bạn nên tâm lý chút xíu nữa. Tức là người ta phải cứ cách xử lý khi mà người phụ nữ giận hay là thay một lời xin lỗi bằng một bó hoa nào đó. Mình phải nghĩ cách. Nhưng mà đôi khi thì nhiều chuyện bất ngờ đâu có chuẩn bị kịp đâu anh. Chị thấy cách mà đơn giản nhất á, chị nói thiệt luôn, chị phụ nữ nè, giờ hai người mà đang gây lộn giận khóc gì không biết, nhưng mà cứ ôm chị chặt vô là chị hết giận à. Nhưng mà chị Cát Tường bên đó không thích ôm. Xạo, không có phụ nữ nào mà không thích bạn trai mình ôm hết á. Lúc đầu nói vậy là nghe thấy mùi ôm là em đá văng ngay ngay mà nên là... Ô, nhưng mà em thích dựa, anh có thể làm bờ vai cho em dựa được không? Thì bờ vai anh luôn sẵn lòng cho em dựa vào. Rồi ghê quá à. Nên bạn hôm nay đi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có bạn em. Đâu bạn em đâu? Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Vân bình thường là người như thế nào? Có ai để ý nhiều không? Dạ Vân thì tập trung vô công việc là nhiều ạ. Chủ nhật mà công ty cho đi làm là bạn ấy cũng đi làm luôn. Chị đi chơi với con gái tụi em thôi, chứ còn con trai thì không có, cho nên đến bây giờ vẫn ế ạ. Ở dưới khách quan nhìn lên thấy hợp nhau được nhiêu phần trăm? Dạ em thấy là cũng gần như 80-90% ạ. 80-90%, vậy là cũng được ha. Rồi chúng ta rồi vậy bây giờ hai người sẽ tâm sự với nhau 2 phút nha. Cảm ơn bạn. Chúng ta có 2 phút, bắt đầu. Em chào anh ạ. Chào em ạ. Anh có món quà nhỏ tặng em ạ. Em cảm ơn anh. Rồi. Anh hay đi đá banh hả? Thứ bảy chủ nhật là anh cũng thường đi đá banh. Em cũng thích, rất là thích thể thao. Em á thì em thích đội Manchester City. Kinh địch của anh rồi. Vậy là anh thích Manchester United. Anh thích hầu như trận nào anh Manchester đá hầu như anh cũng đi theo cái coi. Dạ dạ. Vậy là kinh địch này không biết có... Không sao, nếu mà mình ở hai chiến tuyến thì lúc đó mình sẽ phân tích được đối phương nhiều hơn. Cho anh hỏi cái quan điểm của em là như thế nào về tình yêu? Em cảm thấy là người nào yêu nhiều hơn thì người đó sẽ thua cuộc. Anh chưa hiểu lý do tại sao yêu nhiều là người thua cuộc. Rồi em yêu anh nhiều hơn thì em sẽ kiểm soát anh nhiều hơn, thì dĩ nhiên là anh không có thích rồi đúng không? Vô tình em đã tạo lên áp lực cho anh rồi. Dạ em có thích kiểm soát? Dạ không, em thích tôn trọng đối phương. Mỗi người nên có một khoảng không gian cho mình. Ok. Thời gian rảnh thường em thường làm gì? Em thích xem phim hành động nè, hoạt hình nè. Thì em... Phim ai em thích coi không? Em không dám coi một mình. Sao ạ? Em coi một mình em dễ bị ám ảnh lắm. Sợ giật mình á. Ví dụ như đi trong hành lang tối mà chị Cát Tường mà hù em là em phải giật mình rồi. Ồ vậy đó, là vợ nữa anh đi, anh hẹn em anh chạy em đi qua một con đường tối thì sao? Chi vậy? Không sao. Tại vì đường đó là đường đó không có đèn. Quan trọng là anh có là người đủ để cho em tin cậy để em cùng anh bước qua con đường tối đó không? Rồi em có gì hỏi về anh không? Dạ không, tại vì em nói chung là em cảm thấy anh đúng như bạn nói là có vẻ như là 80-90% hợp với em. Còn em không biết là anh cảm nhận về em như thế nào. Chắc không? Mới ban đầu thôi, còn về sau thì có thể là giảm hoặc là tăng lên nữa. Nếu sau bữa nay anh hẹn em thì em nghĩ sao? Dạ được. Nếu ba mẹ anh bắt em làm về làm dâu sống cùng ba mẹ thì em nghĩ sao? Nói chung là cũng vòng vòng trong thành phố thì đó là bình thường không sao hết. Nếu muốn về quê sao? Nếu muốn về quê, quê anh ở đâu? Quê anh gốc, quê gốc của anh ở Hải Dương. Ở Hải Dương. Nhưng mà sinh ra ngoài đó nhưng mà từ nhỏ sống trong Sài Gòn. Dạ, và thỉnh thoảng là cũng sẽ ra ngoài đó. Không, giờ về ở luôn á. Ở luôn thì chắc là hơi khó đối với em, tại vì em chỉ sống một mình với mẹ em thôi. Cái đó hỏi thách đố thôi, ta đã ở đây lâu rồi mà hỏi thích chơi khó mình vậy đó. Em quen trong bao lâu thì em xác định đủ để đi tới hôn nhân? Nếu mà đã đến lúc rồi thì sẽ đồng ý, không quan trọng tới thời gian. Rất hay. Rất là quyết liệt và táo bạo, nhưng chưa chắc bấm nút. Thử xem nào, cô ấy có bấm nút hay không. Sau 3 tiếng đếm sẽ biết kết quả. 1 2 3. Chúc mừng các bạn.
Tại sao bạn nam lại bấm? Tại vì em thích cái tính cách và cách nói chuyện của cô gái. Còn bạn nữ? Em cảm thấy đây chính là một cơ hội của mình. Cơ hội đến thì mình phải biết nắm lấy. Nắm tay nhau, cơ hội đến là phải biết nắm lấy. Nè, nhớ cái hồi nãy giới thiệu sao chưa bao giờ được nắm tay. À, dạ. Cảm nhận cái nắm tay đầu tiên như thế nào? Dạ ấm áp. Một cái hôn đầu tiên. Một cái hôn đầu tiên. Dạ thôi, từ từ, để phía sau hậu trường. Sử dụng cái này phía sau hậu trường. Nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Dạ em cảm ơn. Bé xem phim gửi tặng hai bạn. Phim ma đó. Cảm ơn anh. Hâu. Đó, vậy vậy đó. Chúc hai bạn hạnh phúc. Mặt mày phải đẹp như cỡ Ngọc Trinh. Dáng phải Ngọc Trinh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả Mang. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, dạ chào Nguyên Linh. Dạ, dạ chào chị Cát Tường ạ. À, chào bạn. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ta có thể giới thiệu về mình. Em tên là Lê Quang Tấn, em sinh năm 90, nay là 25 tuổi, công tác tại đài truyền hình thành phố. Mình làm gì trong đài truyền hình bạn? Em làm kỹ thuật viên của ban quản lý kỹ thuật. À. Dạ. Mà trong đài là nhiều cô xinh đẹp lắm, nhiều cô duyên lắm. Tại sao chưa tìm được ai? Nói chung thì cái đó nó cũng gọi là duyên số. Chưa biết tới đâu thì thôi thì bây giờ ở đây có cơ hội thì mình cũng nên nắm bắt. Còn bạn gái, em giới thiệu về mình. Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và tất cả các bạn khán giả. Mình tên là Bích, mình năm nay là 25 tuổi. Mình chuyên ngành về kế toán và mình đến từ Phú Yên. Mình giới thiệu một chút về những cái điểm mạnh của mình. Mình thì thích thể thao. Hồi nhỏ là mình đã biết bơi từ lúc 5 tuổi rồi. Rồi mình cũng là từng là vận động viên của trường cấp 2, cấp 3. Vận động viên bơi lội á hả? Chuyên về chạy đường trường 100m. Còn những cái điểm yếu của mình? Điểm yếu thì hay thẳng tính. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì vậy Tánh? Em thì những người mà gặp lần đầu á thì sẽ có cảm nhận là hơi khó gần. Nhưng mà chơi riết lâu á thì chắc là không muốn gần luôn. Tại vì nhiều khi thấy mình cũng hơi bựa quá. Bựa? Giống như là làm những cái mà không ai dám làm. Hơi lầy. Hơi lầy. Em làm về báo cáo thuế nè, cũng xinh xắn như vậy thì nhiều doanh nghiệp báo cáo thuế lắm chứ. Sao cũng nhờ đến chương trình bạn muốn hẹn hò hôm nay là sao? Dạ đúng rồi, vì công ty của em thì khoảng 300 mấy nhân viên. Nhưng mà đa số là nữ, vì chuyên về kế toán đó. Em đưa ra cái mẫu người lý tưởng mà bạn cần tìm là người như thế nào? Em cần mọi người cao không? Khoảng 1m7 trở lên. Và có thể là biết nấu ăn, biết chăm sóc, làm việc nội trợ trong gia đình. Ủa? Em có biết nội trợ nấu ăn không? Dạ thì cũng biết, nhưng mà tốt nhất là có người phụ trợ với mình. Ủa bạn trai bên kia biết nấu ăn không? Nói chung em thì nấu được, nấu tất cả các cái món luôn. Nhưng mà quan trọng em ăn được, còn người khác ăn được hay không thì em... Nhưng mà bạn có sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ mình không? Việc đó thì tất nhiên là có. Tại vì công việc mỗi người đều có mỗi công việc riêng. Công việc ở nhà đó là công việc chung, thì mọi người đều phải góp tay vào đó. Vậy khoảng mấy năm nữa mới quyết định lập gia đình? Hiện tại thì em cũng chưa xác định là sẽ lấy vợ sớm. Tại vì kế hoạch 5 năm lần thứ nhất em bị đổ vỡ. Là trong 5 năm đại học á, thì ráng là kiếm bạn gái nhưng mà thất bại. Cho nên kế hoạch 5 năm lần thứ hai là chỉ là có bạn gái thôi. Còn đến năm 30 thì mới quyết định là lập gia đình. Ý em muốn chừng nào lấy chồng, chừng nào đám cưới? Thì trong bao lâu cũng được, nhưng mà tốt nhất thì em cũng 25 rồi. Nếu mà được cưới thì trong vòng tìm hiểu thì khoảng 2-3 năm thôi. Bạn muốn người yêu của mình như thế nào? Trong đầu em thì lúc trước thì có nhiều hình tượng lắm. Ví dụ như là em thích mặt mày phải đẹp như cỡ Ngọc Trinh, rồi dáng phải Ngọc Trinh. Đó là những cái gọi là mình tưởng tượng trong đầu mình á. Khi mà em nhìn thấy một cái cảnh là một người phụ nữ mà chăm sóc một cái người phụ nữ lớn tuổi bị tai biến, bị liệt. Cái lúc đó thì những cái gọi là về cái ngoại hình á, nó giống như là những cái phù phiếm. Mình chỉ mong muốn sau này á, vợ của mình không cần phải địa vị, không cần phải về ngoại hình, chỉ cần là một cái tình yêu lớn đối với gia đình. Có cái tình yêu đó thì hạnh phúc gia đình nó mới bền vững được. Rồi. Điều gì mà em không thích về người bạn trai của mình? Em không thích là lăng nhăng. Và cũng không thích là những người con trai về thấy việc thì cứ bỏ đi nhậu nhẹt, hút thuốc. Nãy giờ quên hỏi bạn bên kia có hay nhậu nhẹt hút thuốc rồi không? Em thì không thích nhậu, cũng không hút thuốc luôn. Em thích chơi thể thao nè. Em mà chơi thể thao môn gì? Nói chung là cái gì tròn tròn em chơi được chị. Ví dụ như
Dạ chào chị. Chào chị. Bóng đá, cầu lông, rồi bóng bàn. Chơi bên đũa được không? Cũng còn đó. Cũng còn không, anh đũa đó chơi được không? Chơi được nhưng mà không có giỏi. Sự nghiệp mình là giờ ổn định. Chưa chị. Tầm nhìn 5 năm nữa mà. Dạ. Sao vậy? Sao vậy, bạn nghĩ cái tầm nhìn xa vậy? Theo như suy nghĩ trong đầu của em thì khả năng 30 tuổi á, lúc đó thì một người đàn ông mới gọi là trưởng thành. Còn bây giờ dưới 30 tuổi thì sự nghiệp thì chưa có. Rồi vấn đề quan trọng nữa là phải lo được cho gia đình. Điều gì bạn không thích ở một người phụ nữ? Phụ nữ thì em không thích cái ăn mặc gọi là thoáng quá. Trời nóng nực mà. Dạ, người mặc thì nó mát nhưng mà những người xung quanh nhìn nó nóng lắm. Thứ hai là đầu tóc nhuộm này nọ, màu mè quá. Rồi không thích trang điểm quá đậm. Bạn có vẻ là người hơi cổ điển vậy. Nhiều bạn nữ thì nghĩ đó là đẹp nhưng mà trong mắt của đàn ông thì nó không có đẹp. Trong mắt bạn thôi, sao bạn hùa hết trong gom hết trong mắt đàn ông. Anh Linh thấy một người phụ nữ vậy, anh Linh có đánh giá cao không? Anh thấy miễn sao đẹp trước mặt anh được, muốn làm gì làm. Linh mà phải lắm, đừng nói. Nói chung mình cũng thoáng tùy theo thôi. Nãy giờ mình cũng nghe những yêu cầu của bạn trai rồi đó, thì bạn cảm thấy như thế nào và mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Thì nếu được thì chắc khoảng 80%. 80%. Nhưng mà 5 năm đó bạn có chờ đợi được không? Khá lâu. Cái đó thì chắc phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Vậy thì anh nghĩ cũng tạm được đấy ha. Quan trọng là cái chờ 5 năm thôi. Mình có đi với người thân không? Dạ có. Em đi với bạn. Chào em. Dạ chào chị Tương ạ. Em cảm thấy là mức độ hai người họ tương đồng với nhau được bao nhiêu phần trăm? Em thấy có một điểm tương đồng là hai bạn đều thích thể thao ạ. Hôm nay hai bạn đến với nhau, gặp với nhau là một cái duyên rồi. Nên là em hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn Nam, mình có người thân không? Dạ, em có đi với bạn hồi học đại học, là bạn Sơn. Chào bạn Sơn. Chào anh Cát Tường, Trường Linh và khán giả. Hả? Xin lỗi ạ. Sơn có thể khuyên bạn con trai của mình rút ngắn cái thời gian kết hôn lại chút xíu. Dạ em nghĩ thôi, em cũng là như Tuấn vậy, thì cũng dự định là 30 cưới. Nhưng mà dự định mãi là dự định thôi. Đôi khi tới một lúc nào đó chúng ta thấy cưới được chúng ta cưới thôi. Rồi, cảm ơn Sơn. Bây giờ thì chắc là phải cho hai bạn gặp nhau để hai bạn có thể tự trao đổi thêm những thông tin và thương lượng với nhau. Kéo màn lên, chúng ta có 2 phút trò chuyện. 2 phút, bắt đầu. Chào bạn. Lúc nãy nghe cái tiêu chuẩn mà cao trên mức 7 á, nghe hơi nó chóng váng. Tại mình cao có mức 6 à. Không sao đâu bạn, cao hơn mình là được rồi. Lần đầu tiên gặp mặt thì mình có cái này tặng bạn. Rồi cảm ơn, mình có cái gửi bạn luôn. Rồi cảm ơn nhiều. Không có gì. Bạn cảm nhận việc gì về mình? Thì nghe tiếng thì Phú Yên với Bình Định, mình quê Bình Định. Mình thích cái giọng Trung. Nghe thấy hình thì cũng được. Cũng được thôi ạ. Thì em dùng cái từ đó cho nó nhẹ nhàng xíu. Mới đầu mà khen dữ quá thì người ta con gái thì thường hay đánh giá, ủa chắc này là chắc miệng mồm dữ lắm, không tin được. Còn bạn sao, có thấy mình có sao không? Thấy bạn rất là hiền, nói chuyện cũng rất là thẳng thắn, thẳng tính. Mình cũng mới những người như vậy. Bạn có biết hát không? Hát thì hát mấy bài nó cũng hơi vui vui, không có chính thống lắm. Nếu mà ngày đầu tiên mà hát bài này thì hơi kỳ. Giờ mình có muốn nói gì nữa không? Hay là đủ rồi? Nhờ nhà mình đã muốn nói gì nữa không? Không thì anh gì đó thì có sao thể hiện vậy à? Vui là chính mà. Vui là chính. Xin mời chúng ta hãy đến lúc bấm nút. Rồi, nãy giờ chúng ta giao lưu với nhau, nói chuyện với nhau để hiểu hơn về nhau, để đi đến quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời bạn. Tại sao bạn lại không nhấn nút? Có phải vì cái vụ 5 năm? Em nghĩ chắc là quá lâu. Quá lâu. Còn bạn trai? Em cũng nghĩ vậy. Tại vì trong cuộc tình thì dù đúng hay sai thì người chịu khổ hơn vẫn là con gái. Cho nên là em không muốn mà gây thêm cái tội lỗi nữa đó. Nhưng mà thế này nè, bạn rất là dễ thương, có một cái khát vọng rất là lớn. Nhiều nói mình bớt già đi chút xíu nha, trẻ trung lên chút xíu, cũng non, thoải mái lên chút xíu ha. Dù sao cũng tôn trọng quyết định của hai bạn, và đây thay mặt chương trình gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax.
Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình, đúng ý của mình. Thôi, mình cũng rủ đi về quê ha, đi ngang qua Phú Yên tới Bình Định ha, cho nó vui. Không, cái này thì được, thì mặc dù trên này mình không có bấm nút nhưng mà biết đâu ra ngoài kia thì mình cũng thể bấm nút, bấm còi xe, húng nhau đi chơi cũng được. Đúng rồi, mình có thể làm bạn với nhau. Cảm ơn chị ạ. Có một nhược điểm rất là lớn, đó là mù đường. Tới dòng xay là em phải xay 3 vòng rồi em mới qua được cái dòng xay. Em không thích phụ nữ mang giày búp bê. Toàn ơi, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ, em giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi quay hình ngày hôm nay. Chào bạn nam bên kia bức rèm ạ. Em tên là Mỹ Phương, em sinh năm 1988, sinh ra tại Tiền Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em đang là nhân viên văn phòng tại một công ty điện máy tại quận Nhất ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Hoàng Nam, năm nay 35 tuổi, em ở Trà Vinh. Hiện em làm nhân sự tại phòng khám đa khoa. Em có một công việc làm thêm buổi tối là về chuyên ngành bên y luôn ạ. Mà em làm gì trong phòng khám đó? Dạ, em làm hộ lý ghi kết quả cho lại bác sĩ siêu âm ạ. Mình giới thiệu một chút về bản thân mình đi, những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ưu điểm của em rất là vui vẻ và em khéo tay, tỉ mỉ. Với lại em biết quan tâm chăm sóc mọi người. Em nấu ăn, thiêu thùa, ma giá em đều giỏi. Em ăn nhiều lắm. Nhìn em nhỏ nhỏ vậy thôi chứ em ăn thần sầu luôn á. Thần sầu ăn nhiều là nhiều cỡ sao? Trong lúc mà em đang bệnh á, em có thể ăn được một tô cháo, một ly sữa và hai chén cơm nữa. Còn lúc mà mạnh? Lúc mạnh thì em ăn cũng vậy nhưng mà em ăn nhiều cỡ. Dạ. Về điểm yếu của em á, thì ưu điểm của em nó đều gắn liền với nhược điểm của em. Thí dụ em ăn nhiều thì em ăn hơi chậm. Em cầu toàn, em tỉ mỉ thì thành ra em hơi khó tính nha. Với lại em có một nhược điểm rất là lớn, đó là mù đường. Cứ một chỗ đó em có thể đi được 3-4 lần em mới có thể nhớ được đường đi. Hoặc là tới dòng xay là em phải xay 3 vòng rồi em mới qua được cái dòng xay đó. Ví dụ mà tới dòng xay xay 3 lần mới lạ đó. Xoay xong hết biết đường đi luôn á. Dạ. Rồi, bạn nam giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi bạn. Ưu điểm của em thì là không nhậu, không hút thuốc, biết quan tâm tới mọi người xung quanh và gia đình. Còn nhược điểm của em thì là nóng tính và khó tính. Trời ơi, dạ. Chết á. Cái nóng tính thì là khi mà bức bình một cái gì đó là em nói liền, không có đợi, giống như là đợi hạ xuống rồi hãy nói. Còn khó tính thì là cái khó tính ở trong công việc thôi. Chắc là do em cầu toàn trong công việc nên là khi mà công việc nó không cho chảy thì em lại hơi khó tính. Cái đó không sao, trong công việc phải khó tính rồi. Cái mặt của em nó hơi bị ngầu ngầu nên là chắc là mấy em điều dưỡng thì hơi sợ em. Em có tật xấu gì không? Em thì ngủ ngáy hơi to. Em khó ngủ lắm anh ơi. Rồi, người khó ngủ người nay ngáy. Vậy là khi nào mà vợ ngủ rồi mình mới được ngủ nha bạn. Dạ. Bạn muốn tìm một người yêu như thế nào? Cái mẫu hình lý tưởng của em thì chỉ cao 1m55. Tóc dài, không xăm mình hay là tất cả các gì xăm á. Móng tay không sơn lè loẹt. Em không thích phụ nữ mang giày búp bê. Trời ơi. Cái chuyện đó của người ta đó. Tại vì em thấy nó lẹt bẹt sao á. Nên em chỉ thích phụ nữ mang giày cao gót hoặc là sandal gì đó nó. Hiểu cao cái mức độ khó tính của ổng rồi đó. Cái này khó quá. Phụ nữ người ta phải làm duyên làm dáng, phải sơn móng tay ơi. Rồi phải mang giày búp bê cho nó dễ thương chứ tự nhiên không thích là sao? Ê, vậy chắc ông này ổng lùn lắm nè. Ông thích phụ nữ có 1m55 mà ổng. Anh ơi, anh cao nhiêu vậy anh? Anh ở 1m69. Được không em? Dạ cũng được, xém xém được rồi. Em thích mẫu người bạn trai làm sao? Hy vọng là em sẽ gặp được mẫu người bạn trai cao từ 1m7, bạn 1m69 thì cũng được rồi. Gương mặt thì sáng sủa ưa nhìn, em không cần đẹp trai quá. Nước da em thì thuộc dạng ngâm nên em hy vọng là gặp bạn nước da sáng sáng xíu để nồi giống tương lai của em được cải thiện. Giống không? Giống không? Hả? Giống nhắm được như phần trăm. Dạ. Anh nói giống chút chút à. Và về tính cách thì em hy vọng là bạn trai phải biết yêu thương người già và trẻ nhỏ. Hai cái đối tượng này là hai cái đối tượng mà em rất là yêu thương. Nhưng mà cũng phải răn đe chút xíu để sau này có con thì ảnh còn dạy con. Chứ không thôi em hiền quá, không dạy được. Cô này cô nghĩ sâu xa dễ sợ. Không được, dạ. Cái ý tưởng của em cũng lạ lắm á. Bạn nam thấy ổn với mình không? Dạ, cái đó thì em đủ khả năng ạ. Có điểm nào em có không thích anh người bạn trai không? Dạ, điểm em không thích bạn trai là... Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Hỏi anh Linh, anh nghe luôn đi. Đồng hương đúng rồi. Dạ,
Thì em không thích bạn trai á là vũ phu quá. Phụ nữ là phái yếu mà, mình cần phải được bảo vệ. Đúng rồi, chỉ có phụ nữ đánh mình thôi. Không được lăng nhăng, với lại đừng có ở dơ quá. Kiểm tra xíu. Nãy giờ bệnh có mùi gì không anh Linh? Trời ơi, tôi nói tay chân dài cả thước luôn mà, móng tay dài tôi nói. Chết rồi. Thế nào là ở dơ? Giống như là mấy ngày không tắm hoặc là nhà cửa bề bộn, tóc tai đồ sùm, tai đồ dài dài đất đất. Còn về tóc tai thì sao cũng được, có hói thì cũng càng tốt, em thích cái đầu hói. Trời ơi. Tôi khoái cái vụ này nhất rồi nè. Từ hồi xưa giờ lần đầu tiên có cô gái thích người hói. Dạ, đầu hói trắng cao nhìn thông minh lắm chị. Cũng hơi hói chút. Bụng bự thì tướng càng sang. Ồ, lần đầu tiên có cô gái đặc biệt nhỉ. Rồi, ổn ấy. Vậy nãy giờ em nghe tiếng em đoán thử bạn trai bên kia sao? Bạn em nghĩ là ảnh cao cao, cái tầm người không ốm quá sẽ vừa người. Giọng nói ấm như thế này thì cái gương mặt chắc là vuông vuông chứ không có thõn lắm. Để coi thử có đúng không nha. Dạ chào chị. Ồ, đàn ông bụng bự là sang luôn nha. Trời, bạn này rung quá vậy. Sao rung quá vậy, bắt tay cái em rung, dạ. Mặt mày xanh lè nãy giờ rung đó. Rung quá. Bên này dễ tính lắm. Cái tánh tình nó hơi khó chịu xíu thôi. Nhưng mà nãy giờ nói ra là tiêu chuẩn rất là dễ luôn. Hói cũng được, bụng bự càng sang. Về ngoại hình là chị thấy là đủ tiêu chuẩn. Với lại chị ơi, chị Tường ơi, chị nhìn giùm em xem là ảnh có mài râu nhẵn nhụi quá không chị? Tại vì em học truyền kiều quá, em thấy mài râu nhẵn nhụi giống mã giống xinh dê dê. Là em không thích phải không? Dạ. Chà, không biết bữa nay đi hình như cạo sạch hết trơn, thấy nhẵn nhụi không có một miếng nào hết trơn. Để chị coi con có cái lỗ chân lông không nha. Dạ. Trời ơi, đi coi rễ mà rào vô vậy đó. Coi coi. Cắm rờ vào hiện vật. Trời có râu không? Ta đi coi rễ mà rờ rờ. Bây giờ chị hỏi ngắm nha. Ngắm thôi được rồi. Nãy giờ ngắm ngắm đoán thử bạn bên kia sao? Chắc cũng được 90% như ý thích của em. Ồ, vậy hả? Giờ lấy nhau về hai chồng ở đâu? Ở chung với ba mẹ. Chị vậy là làm dâu đúng không? Dạ. Em về em hỏi chuyện gì làm dâu luôn cái đã. Làm dâu được không em? Thì nếu mà không có điều kiện thì ở làm dâu cũng tốt. Thì sau này có gì có cháu thì bà nội giữ giùm. Trời ơi. Tính trước rồi ha. Thôi, bây giờ mình gặp ý kiến người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, trong team đồng nghiệp với em, mấy anh chị đây là tiếp xúc với em nhiều lắm. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay ạ. Bạn chị? Nam thì rất là hiền, tính tình. Bạn Mỹ Phương tuy hơi gầy gầy nhưng mà bạn Mỹ Phương ăn rất là nhiều. Thì bạn ấy, bạn có nuôi nổi không? Cái đó thì mình nghĩ chắc là mình đủ khả năng để nuôi. Bạn nói là bạn khó tính lắm, thì Mỹ Phương ăn nhiều mà ăn chậm nữa thì bạn có chờ đợi được không? Tại vì thì bây giờ nếu như mà bạn đó là còn độc thân thì có thể là sẽ là ăn chậm. Nhưng nãy nghe bạn đó nói là bạn rất thích là giống như là chăm sóc trẻ con và người già, thì mình nghĩ là bạn ấy sẽ quan tâm tới con mình nhiều hơn, thì lúc đó bạn ấy sẽ cải thiện được cái vấn đề mà ăn chậm. Đúng rồi. Hay quá. Rất hay. Xuất sắc. Nam mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với anh họ của em á. Chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Anh thấy bạn nữ này cũng xinh xắn, dễ thương, chung hiền lành, hợp với em á. Chung mong là hai em mới cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn anh họ nha. Bây giờ quan trọng là hai người thôi. Rồi, ta kéo màn chuẩn bị lên. Kéo màn. Nào, mời hai bạn tự nhận xét và tự cảm nhận. Chào. Dạ, em chào anh ạ. Chà, cái bụng này cũng bự dữ lắm. Quà tặng anh đây. Dạ, cái này là tự tay em làm khoảng 15 phút. Đây là hộp đựng bút, còn đây là giấy nốt và đây là khung ảnh. Rồi. Dạ. Anh có tâm hồn ăn uống không à? Em có tâm hồn ăn uống dữ lắm. Anh cũng thích đi ăn lắm á. Mà dạ, ăn những cái quán cóc là anh đi rất là nhiều luôn á. Em nhìn ảnh vậy sao nghĩ không có tâm hồn ăn uống? Dạ không anh. Ở trên Facebook á, em thấy có một cái câu thoại á, là trên thế giới này có hai loại người. Một loại người ăn hoài mà không mập là em. Một loại người chỉ cần hít không khí thôi cũng mập luôn á. Là anh. Là anh. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi. Em rất là đẹp, dễ thương. Cảm ơn anh. Có thể là em sẽ hơn cái mẫu hình của anh suy nghĩ. Nên là anh nghĩ là anh cũng sẽ mong em cho anh một cơ hội. Rồi, chúng ta tay vào nút bấm. Qua 2 phút trò chuyện, chắc các bạn cũng đã cảm nhận về tất cả những cái điều mà các bạn mong muốn. Quyền quyết định là của các bạn. Điều này hết sức là quan trọng và thiêng liêng nha các bạn nha. Suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1
2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Wow.